Vũ Văn Long, biệt danh Long Văn, con gia đình giàu có, ba nó là thương gia ở Maroc, má nó bán cóc ở chợ Châu Đốc, rồi sẽ ra sao với 10 lệnh truy nã? Ôi, dừng đổ mày, thứ ơi, ôi! Hoài Linh, biệt danh Quỳnh Lai, anh là tay chuyên gia cầm đồ, anh ta có thể cầm tất cả các loại đồ trên thế giới như nồi, niêu, son, chảo, xe tăng, thiết giáp. Liệu lũ đạn anh ta có cầm không? Không, bởi vì anh ta rất sợ chết. Hey, xin giới thiệu, tôi là chuyên gia cầm đồ. Nhưng cầm đồ chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Nghề tay phải của tôi chính xác phải gọi là giật đồ. Alo. À, em kiếm ai? Xin lỗi, em tên gì? À, Dũng hả? Kiếm ai em? Thắng hả? Ờ, Thắng không có đây em ơi. Anh là ai mà giữ điện thoại nữa hả? Anh là thằng giật nè. Điện thoại nó bị giật rồi, đừng có điện cho nó nữa nha. Còn nếu mà sau này nó có mua điện thoại được mà em liên lạc đó, em nói là đi ra đường nói chuyện phải cẩn thận nha, chứ anh canh giật nữa đó. Chúc em hạnh phúc bên người tình lơ đễnh nha. Làm gì? Không có gì. À, chửi hả? Bình thường. Rủa còn không sợ, chửi ăn thua gì. Sao rồi, sáng giờ không ai tới cầm đồ trơn trời. Quay. Ủa, ai cầm chiếc quay vậy? Quay. Hả, gì cầm quay hả? Tao kêu mày với ai cầm quay nào. Quay. Quay cái đó là người ta kêu nhà hàng người ta mới quay, quay tơ, quay trét rồi là mấy người phục vụ. Con này quay là ê. Ê. Không, ê chứ không có ế mày. À, sáng giờ mặc chuyện quá. Sao, bữa nay qua cầm gì đây? Gì? Cầm gì? Xúc phạm. Cái mặt ta gì đi cầm đồ không mày? Tao thông báo mày kể từ giờ phút này, Long bây giờ không phải là Long hồi xưa nữa. Mày khùng hơn hay sao? Sang trọng hơn, quý phái hơn. Phải không? Mày nhìn chiếc SH mà kia của tao không? Ờ, à, thấy rồi. Mày thấy chiếc đó đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp. Mày thấy chiếc đó sang không? Quá sang mày. Mày thấy chiếc đó cầm bao nhiêu? Trời ơi, vô mày làm cái ghê lắm. Bây giờ không phải là lâu ngày xưa nữa. Chiếc SH đẹp không mà cầm bao nhiêu? 3 triệu mày. Cái gì SH mà cầm có 3 triệu mày? Có giấy tờ không? Ông già dữ rồi. 2 triệu. Càng thú là sao? Thích thì cầm, không thích đi mày. Đợi tao chút xíu đi. Alo, ba hả ba? Ba hả ba? Ba ba con cầm chiếc xe rồi nha ba. Bà mẹ mày. Trời ơi, xíu con chữ nè. Ở đây, tiền đâu? Cầm em giá tao mua, nào tao cầm chỗ khác đừng có nói nha mày. Trời ơi, chỗ nào uy tín bằng chỗ tao? Để vào khóa đó luôn đi. Ôi, con cầm thế nào ông cha cũng đi chuột mà. Hả? Anh cướp! À, anh ơi, em... Anh ơi, em lại anh! Em lại anh mà em không... Em lại anh! Chuột đồ! Chuột đồ mà tới mày làm rần rần hả mày? Làm vậy tao mới sợ. Chú cái gì? Chiếc xe nãy. Ờ. Nhiêu ạ? 3 triệu. Giờ chuột nhiêu? 4 triệu. Cái gì? Nói đem vô đem ra quốc 1 triệu bạc rồi mày. Chuột rồi thôi đi mày. Ờ mày, chờ một xíu mày. Qua đen. Alo, ông chủ hả ông chủ? Cái xe đó ông chủ. À, bao nhiêu cũng chuột hả ông chủ? Rồi, xe kỷ niệm vô. Ok. Rồi, ghi cho tao đi. Bao nhiêu? 10 triệu. Trời, tao ăn có 2 triệu mày ăn cái gì cả đống vậy? Mày có cơm tao có cháo chứ, ghi đi. Mày làm vậy rồi mất uy tín tiệm tao hết, đâu có được. À, rượu mời cũng uống, uống rượu thuốc hả mày? Làm sao? Trời ơi, thế nào cung phu rồi mày? Thôi nha, không có quýnh lộn nha. Đừng mà. Đừng, tao lại mày.
Không, cái này tao làm được. Mày mà không lật cái mặt tao con mày. Vì sao vậy? Bây giờ quyết định nhiêu? 10 triệu. Đưa tiền. Thôi chút. Ăn gì mà ăn quá vậy trời. Rồi, đi nha. Đi quên hỏi nhỏ. Gì? Chỗ nào luộc xe? Trời ơi, mày ăn lần mấy triệu bạc rồi bây giờ mày còn muốn luộc xe người ta, mày ác vừa phải thôi mày. Ăn ít người ta nói mình hôi lông. Đúng đúng đúng, mày nói cũng đúng, ta chỉ cho mày chỗ này nè. Ừ. Mày ra ngay chỗ ngã sáu đó. Ừ. Chỗ đó luộc xe uy tín lắm. Ừ. À, ráng đi nha. Ừ. Ăn nhiều nhiều cho nó thơm lông. Mày vừa đi vậy. Ăn cho cú. Được lời 2 triệu. Quê. Ai cầm quay nữa vậy? Quê. Từ mày cứ quay quay cầm quay hồi nào. Sao? Gì? Hôm nay xong thấy cái xe nào cầm gì nữa đây mày? Nữa, mày xúc phạm nữa. Cái mặt tao mà không có đồ cầm hả mày? Nhưng mày cầm gì? Cầm. Ê, đâu ai cầm thuốc lá vậy mày? Cầm giùm ông nội ơi. Cầm giùm mày, nói cầm giùm mày. Chuyện quá. Alo, taxi hả? Ờ, không, không, ở đây không có gara, tao không cầm taxi đâu. Chuyện taxi quá. To lắm, tao cầm. Taxi tới, ai cầm taxi? Ở taxi hả? Cho một chiếc tới 193 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất nha. Ừ, chỗ sân khấu Nụ Cười Mới á. Ừ, rồi, bye. Cầm gì nói đại thế mày? Đại đi, sau cuộc điện thoại biết liền. Alo, ba hả ba? Ba hả? Ba. Ờ, ba từ nay về sau đừng bao giờ gọi điện cho con nữa nha. Ờ. Dạ, con chào ba. Ấy, 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 bà mẹ mày. Cầm điện thoại này hả? Ừ. Mày cũng biết lo xa ghê á. Sao mày? Trời ơi, công nhận điện thoại đẹp ghê mày. Nhiêu nhiêu nhiêu? Cái này loại mới nha. Đúng. Cầm cao giá lắm đó. Đó. Triệu. Loại mới cầm có 1 triệu nổi. Luôn sim luôn cạc á. Còn cái cạc đó còn nói chuyện được tao mới cầm nhiêu đó đó. Còn không hả, giỏi chừng 700. Thôi mày đưa tiền đây. Mày đưa đây. Mày cầm mày ém giá tao mài với mày. Nè đó. Mày nhớ nha, muốn cầm vô khác á. Điều đây cầm. Ê đó. Bỏ uổng. Sao cái thuốc này hút vô nó lạ lạ phê phê vậy ta? Quá quất luôn. Nó lần lần phê phê nhớ người yêu quá. Để điện thoại thăm người yêu coi. Alo. Tò te ti, tò te ti. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện chưa thanh toán cước. Để gọi đi, quý khách vui lòng nạp thêm tiền đi nhé. Ờ, che, che, ờ, vé đi bồ. Cầm cũng bị hố, nó hết tiền mà sao nó gọi taxi được. Hai cuộc cuối cùng luôn. Công nhận thằng này nó canh hay thiệt. Hả, à, nhạc lên nữa chắc thằng khùng xuất hiện nữa nè. Ê, ê, ê. Để tao thổi, mày khỏi thổi. Được rồi, phải không? Ok. Cái điện thoại nãy nhiêu? 2 triệu. Nãy cầm 2 triệu. Giờ tao chuột lại nhiêu? 3 triệu. 3 triệu. Biết cái tính tao rồi. Kia bao nhiêu? 5 triệu. Anh quá vậy. Anh ít tao nói mình hơi lắm. Tao đưa tiền đây. Quá. Nè. Rồi. Rồi. Đi nha. Ừ. Ý quên. Chỗ anh em hỏi nhỏ. Gì? Chỗ nào luộc cái này? Tao chỉ chỗ cho luộc uy tín luôn. Chỉ luôn. Luộc là bảo đảm chất lượng luôn. Ok. Mày về mày chui vô bếp nhà mày bắt nồi nước luộc đi. Đi mày. Luộc chỗ đó đâu cần sợ người ta đổi đồ giả phải không? Thứ gì đâu.
ngày qua ngày, giờ không còn ai cầm gì nữa sao? Mày cầm tao bộ đồ, tao đuối quá. Tao hết đồ cầm rồi, hết đồ cầm rồi. Sao bây giờ mày thê thảm vậy mày? Hết đồ cầm thiệt rồi. Mày cầm giùm tao bộ đồ quá. Mày bị gì vậy? Mấy bữa mày mua thuốc đó ở đâu vậy? Mày mua thuốc hả? À. Đưa tiền đây, đưa tiền đấy. nhanh. Nè, còn nhiêu đây? Như đây sẽ đủ. Với lại cầm luôn cái điện thoại em tao luôn đi. Mày cầm luôn hả? Tao hết tiền rồi. Trời ơi, mày tới số mà đợi tao chút xíu đi. Tiệm này bây giờ thành tiệm bán đồ chứ không phải tiệm cầm đồ nó rồi. Có rồi hả? Lại lại đi. Cảnh sát thấy là chết á. Nhanh. Ê sao mày đưa tao cục xin gom vậy? Trời ơi. Nhanh đi. Nhanh mà mày quạt vậy sao nhanh được? Tao đổ. Thế mà chưa tao không biết, Hút mày tuổi mày. Sư phụ theo con, sư phụ. Hai sư huynh không lo luyện tập trốn ở đây, sư phụ. Đâu, tụi nó đâu? Ủa? Con mới thấy đây mà ta. Con chắc chắn là tụi nó đây không? Con chắc chắn là ở đây mà. Sư phụ đợi con tí. Alo. Dạ. Quỳnh hả Quỳnh? Quỳnh đây, ai vậy? Dạ, em đệ nè Quỳnh. Có gì ông đệ? Dạ. Quỳnh đang đâu vậy? Tao đang ngoài đường. Ủa sao giờ này Quỳnh ngoài đường? Tao đang đi bán mà. Trời, Quỳnh bán gì Quỳnh? Bánh mì Sài Gòn 2.000 một ổ, 1.000 nửa ổ, 500 không bán. Dạ, em xin lỗi, em lộn số. Tao biết mày lộn số mà. Trà nội địa đánh thiệt. Lộn số nói chuyện gì cha? Tao mua điện thoại tháng này không ai gọi tao hết, thấy số mày gọi tao mừng quá tao nói luôn. Dạ, nói chuyện với sư phụ em cho vui nha. Được á. Thôi được mày. Dạ sư, ông nội rảnh thiệt sư phụ. Mày mới rảnh á. Đâu, tụi nó đâu, dẫn tao đi kiếm coi. Sao kỳ vậy ta? Ở đâu? Sư phụ theo con, điểm cuối. Ừ. Chạy giống vậy cho sư phụ ra tưởng mình tập thể dục. Sao sư huynh? Hả? Sư phụ tới. Sư đệ. Sư phụ. Ừ. Không chịu đi tập võ, đứng đây làm cái gì? Dạ nãy tụi con ra ngoài vườn để ngồi nhớ lại cái thời vàng son. Thời vàng son. Thời hút chích mà là thời vàng son. Thời cai nghiện có là thời gì? Dạ đó là thời mầm non. Không chịu tập võ, dòm người ngõm kìa, không giống mày hết trơn á. Mày đó, mày để sư phụ la hoài, ta đã nói mày bao nhiêu lần rồi, mày cố gắng tập võ lên đi, cho thân thể nó cường tráng. Nhìn người mày đi, như con khô vậy. Sư huynh sao? Con mắm. Nói công dụng tập thể dục cho ta nghe. Dạ thưa sư phụ có dạy tụi con rằng thể dục thể thao sức khỏe dồi dào ta nên mà luyện tập nhảy cao nhảy thấp đá bóng rồi điện kinh rèn luyện thân mình dẻo dai mà gân cốt còn 21. Kinh. Hết thúc sách tới cờ bạc ha, đọc bài mà cũng có đọc lô tô ở trong nữa. Tại sao vậy Hoài Linh? Con là đại sư huynh, không biết làm gương cho các sư đệ hả? Không biết rèn luyện thân thể, tập luyện võ công để trở thành người có ích cho xã hội mà lao đầu vô tứ đổ tường, rượu chè, cờ bạc, trai gái, cuốn sách. Con biết con làm như vậy á là con đã vô tình làm bại hoại thanh danh của võ đường nụ cười mới và đạp đổ hết tâm huyết của sư tổ không? Sư phụ có bao nhiêu lời đó thôi, các con tự suy nghĩ đi. Đi. Dạ. Hai huynh cố lên nha, để tin tưởng hai huynh đó. Đừng làm sư phụ thất vọng nha. Để lên. Dạ, sư phụ. Đi. Sư huynh làm gì vậy? Nghe lời sư phụ ngồi suy nghĩ nè. Trời ơi, rảnh quá. Sư phụ suy nghĩ là lo và tập luyện võ thuật để mà phát huy qua môn phái nụ cười mới này. Sư phụ tự suy nghĩ gì nữa. Tập võ hả? Cái gì đó? Tập võ đi. Tập gì tập? Hey. Thời gian cai nghiện. Bạn Văn Long và bạn Hoài Linh đã trở lại với cuộc sống. We'll be right back.
Vàng Văn Long đã trở thành vận động viên sumo nổi tiếng trên toàn thành phố. Yeah! Còn bạn Hoài Linh, bạn Hoài Linh đã trở thành vận động viên thể hình nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy nói không với ma túy. Yeah! Con cát! Con cát! Con cát! Con cát! Tiểu muội, có chuyện gì vậy? Tôi thích khách đột nhập vô võ đường. À, chỉ là thích khách thôi mà, làm gì ghê quá vậy? Hay da, bốn con ma tôi đối tượng nó quay trở lại. Quý khách trên mấy nhờ, bây giờ mới làm sao đây? Ê, đợi tụi nó xuống đây, bắt tay chào tụi nó một cái. Hay da, nó xuống tới rồi kìa. Tụi nó xuống rồi à? Sai rồi. Còn không biết chạy nữa. Hay da. Đường nụ cười mới đã bao năm nay được Hoài Thiên ta phát quang quy đại. Thế nhưng Hoài Linh còn lại không giúp ta làm tốt những chuyện trong võ đường, mà ngược lại còn còn lún sâu vào các tệ nạn, bốn con ma, ma dục, ma men, ma bạc, ma túy, ngày càng làm cho con mù quáng. Liệu con có xứng đáng làm trưởng môn võ đường nụ cười mới hay không? Có xứng đáng là đứa con của dòng họ võ hay không? Hãy tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại đi! Sư phụ! Con đã nghe lời sư phụ! Nụ cười mới trưởng gia! Sư phụ! Con đã thành công rồi! Sư phụ! À, ba đi theo con nè, ba đi hỏi cưới cho con mà. Mày quá đồng nghe mày! Tao mệt mày dữ lắm à. Ba đi theo con đi. Ba đi đi, hỏi cưới cho con mà ba cứ rề rề hoài à. Hỏi cưới bộ hết ngày hả? Đưa cái bộ đồ về hấu rinh nè. Thì ba thông cảm đi nè, bộ đồ này là bộ đồ của ông nội, để lâu quá thấy nó hơi hôi nên hấp thuốc tẩy mùi nó kỳ chút thôi. Mùi vậy rồi vô ngồi nói chuyện với xui da rồi người ta chịu sao nổi. Ba thương con. Vì con giống mẹ hả? Thì mẹ cũng thương con. Vì con giống ba. Thì cả nhà ta cùng thương yêu nhau đi. Xa là nhớ cho nên đi về. Mày biết cái áo mục mà mày còn xé vậy con? Xé đọc vậy rồi tao vô tao ngồi tao nói chuyện xui da tao nói với ai hả? Tao nói làm sao? Chắc không sao. Không đâu, dẹp ba. Đâu đi về. Mới rách có một chút xíu à ba. Chút xíu cũng đi về. Chút xíu ba đi với con. Đi về ba. Tao nói mày đi ba, về. Ba đi ba, về. Chắc tao phan mày chết rồi. Mày coi đây đây. Trên chút xíu dưới chút xíu thì coi được không? Mai mà nó tới đây, nó đứt cho nó đứt tới đây thì sao? Con lỡ tay con. Đi ba, về. Ba. Không có ba con gì hết. Vậy rồi sao vô ngầu xuôi? Con nghĩ là bề ngoài nó quan trọng dữ là bên trong. Với lại cái này là tại ba chứ ai? Tại tao sao? Tại tao? Tại ba là con kêu ba đi buổi sáng đi. Ba nói buổi sáng ba kẹt đi coi cúp châu Mỹ, Nam Mỹ gì đó. Xong con kêu ba đi buổi trưa. Buổi trưa mấy đứa thanh niên trong phường nó đá. Xong con kêu ba đi buổi chiều.
buổi chiều mấy đứa thiếu nhi nó đá. Thì bây giờ có buổi tối thôi à. Mày biết tao ghiền bóng đá mà bữa tối, nhưng mà bữa nay tao bút lộn lịch. Bây giờ tao lấy đụng lịch tao đâu có biết. À thì ra là nãy giờ sáng giờ ba lề mề là tại vì ba không muốn đi, tại tối nay ba coi trận chung kết Chelsea với lại Manchester đúng không? Đúng rồi. Ba bắt mày đổi ngày khác đi, hỏi vợ ngày nào hỏi không được, chung kết năm có ngày chứ mấy. Bây giờ vậy nè, con giải quyết cho ba luôn, ba bắt bao nhiêu tiền? Cây nhà lá vườn mà. Nhiêu? Năm ngón tay hả? Thì cùng mà bắt năm ngón tay vậy. Quýnh bài với cá năm ngón tay, còn cái này tao cá có năm chai thôi. Trời ơi, cá 5 triệu mà kêu cây nhà lá vườn. Thôi bây giờ coi như là tối nay là như ba thắng rồi đó. Ê mày có tivi vô hả? Tivi vô gì? Có tivi vô về tỷ số phải không? Cho ba đi, cho ba đi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Vậy hả? Con có hết. Vậy là được có rồi. Tối nay Chelsea thắng. Bà nấu cha mày, tao bắt MU mày kêu Chelsea thắng. Không, MU thắng, MU thắng. Chắc không? Chắc MU thắng không? Ba đi ba lo hỏi cưới con. Rồi đi ra lấy đồ đi. Ờ, hễ MU thắng là cỡ nào tao cũng chơi hết. Alo. Thêm 5 chai nữa. Không cần biết. Thêm 5 chai nữa. Trước sau là 10 chai nghe chưa? Rồi có luôn nha. Có luôn à. Có. Có gì ba? Có quà rồi hả? Có luôn. Có luôn. Bây giờ còn có trái cây ngoài nữa ba ra phụ con. Ờ đi. Có luôn rồi. Hay quá. Ông Tư. Ông Tư hay. Trời đất ơi. Cái gì đó mà hôm nay là ngày đàn trai, tao qua coi mắt mà hả? Cái nhà này trống trơ trống trước à. Nhìn qua nhìn lại có mình y như con khỉ già vậy. Ông Sa. Sa. Ra nói biểu coi nè. Dạ. Con gái con nước đi từ tốn chứ. Đi cái gì mà chạy râm à. Dạ. Chưa chừng nào đàn trai mới tới con. Dạ con gọi điện cho ảnh rồi. Ảnh nói là đang trên đường qua. Trời ơi. 10 phút nữa là tới giờ lành rồi nha con. Dạ. Dạ. 10 phút nữa. Mà sao giờ này chưa tới? Hả? Ờ. Ủa mà ba đó. Đâu? Gì 10 phút? 15 phút rồi chưa thấy ai hết trơn rồi, gì 10 phút? Ở đâu hả? Bật cái mịch. Âm thanh đây là màn hình đâu? Con không biết nữa. Ông Tư. Vậy nè. Ông đâu hả? Hả? Ông làm cái gì ông chui xuống đây vậy? Thì muốn thấy hình thì tao bộ dễ hả bà? Muốn thấy hình tôi phải khó hơn chút chứ. Rồi giờ sao? Hả? Ôi trời đất ơi. Bà làm gì vậy? Đẹp ăn bận gì kìa con quý trời. Đẹp. Hả? Đẹp đâu? Đẹp không? À, quên mặt gì chưa? Rồi nè. Xong rồi hả? Rồi. Vẽ gì mà mặt như mèo vậy? Trời ơi, mặt già nè, coi không được vậy, cho nó coi à. Vậy nó mới xứng với ông. Vậy hả? Ông, 10 phút nữa là tới giờ lành rồi. Trời ơi, cái gì đâu mà bằng ngán gì kỳ cục. Cái thằng cha này qua coi mắt không có tinh thần thể thao vậy trời. Ngày hôm nay mà coi mắt cái gì cũng biết. Dạ, nữa. Dạ không phải đâu. À, ảnh đang đứng trước cửa, để con ra con coi thử. Ra con. Dạ. Trời ơi, tướng gái mình chạy đẹp quá bà ơi. Nhỏ tôi. Này mà đá tiền dễ cánh là ngon á. Tôi chạy đẹp vô. Không. Hả? Thì tôi hỏi coi. Làm gì nãy giờ đứng trốn tôi dưới này vậy? Thì chui vô đây coi cái chân bàn nó có chắc không. Ý trời ơi bà bận đầu kỳ vậy. Đâu, đưa dài tôi coi coi. Dơ cái chân lên đưa dài coi coi. Gì? Trời đất mẹ ơi. Mang cái dài gì mà có một cái đinh sao mà đá. Ôi trời. Mang dài nhiều đinh tao mới đá được. Mà mang dài có một cái đinh sao mà đá. Ông mệt. Đinh mất vậy đây. Rồi giờ sao? Rồi đợi. Rồi hả? Ờ, chung vô đây tôi đợi. Trời ơi, anh ấy làm gì? Dạ. Tới chưa con? Dạ, thưa ba má. Chắc tới rồi. Anh thích quá. Anh. Tới chưa? Sao? Nào. Đến rồi. Ôi, trời ơi. Sa, mày làm cái gì vậy hả? Tôi không bấm hả? Rồi xong rồi. Không có bấm mà nó cũng đánh tôi nè. Mà cho nó có thẻ đỏ cho tôi. Không cần cho thẻ đỏ. Chứ nó đâu rồi? Ở tủ nằm trống luôn rồi. Tủ quần áo nằm luôn. Ừ. Không đỡ. Ai là quấn đây. Sợ con tôi thiệt luôn không? Ừ. Rồi sao? Giờ ngồi đợi đi. À, thôi tôi chung vô tôi đợi. Chung cái gì? Ngồi ở đây đợi cho tôi. Không cho tôi chung vô bàn á. Tôi chung vô bàn ngồi đợi vui hơn. Mệt lắm quá. Ngồi đây. Dạ. Ngồi đây cho tôi đi. Dạ dạ thưa hai bác con mới tới. Con. Dạ dạ con có chung quà. Trời ơi. Trái cây. Dạ gửi. Sao con? Ba con tới chưa? Dạ ba con đi theo con nãy giờ. Ba dắt ba con vô. Kính thưa quý vị khán giả, hiện đang trận đấu hai đội Manchester United và Chelsea đã diễn ra được hơn 20 phút đồng hồ. Như chúng ta đã biết thì trận chung kết trận này vẫn là quan trọng với đội bóng Chelsea Manchester United. Chúng ta hãy chờ xem giữa Chelsea Manchester United ai sẽ thua được trong buổi nãy năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem số cuối của lần trước gỡ với 1 điều gì đã xảy ra nhé thưa các bạn. Dạ ba con ba
Sao ba con ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tại hồi nãy đi ngoài đường xe xúc dây sên nên bị dướng vô cái quần, rồi ba con rách miếng quần, xong ba con cung xuống, ba con sửa xong rách luôn cái áo. Không có gì đâu, để con kêu ba. Ba ơi. Hả? Ba. Hả? Cái gì? Tới nhà đàn gái rồi. Hả? Tới nhà đàn gái rồi. Là sao? Tới nhà đàn gái rồi. Ủa, tao đâu có biết đâu mày ra dữ vậy? Ủa, vô giải thích với người ta sao? Mày cứ nói là tao đeo đồ máy trợ thính. Nhưng mà ba đeo, nhưng mà ba thương con nha. Ba thương biết gì con giống mẹ. Dạ ba vô chào hỏi người ta 1 tiếng đi. Trời. Bây giờ vậy nè, ba vô ba nói 1 tiếng thôi mà người ta chịu cưới á là con cho ba về coi đá banh liền. Nhanh nha. Dạ. Tao đi coi đá banh. Nói 1 tiếng thôi. Dạ. Rồi. Dạ. Phải không? Có nghe nè. Cho cưới không? Cho cưới không? Cưới. Cưới nha. Dạ cưới nha. Dạ cưới. Cưới. Về. Chịu đâu. Chịu cưới rồi. Bác ơi, cái gì vậy? Ba con đi ngoài đường thôi, không có gì. Lãng tay gì? Nhà con hồi mức này để hỏi coi. Làm gì anh? Hả? Anh vô nhà tôi. Gỡ cái này ra. Ông vô nhà tôi á, ông đợi hỏi cưới con gái tôi. Tôi chưa kịp trả lời ông đòi đi về làm sao? Chồng của em còn chưa gặp mặt nữa mà. Bây giờ đòi đi về làm sao? Đi về được, đi về luôn nha. Đừng có dắt cái mặt qua đây nữa nghe chưa? Cảm ơn đã đuổi. Về. Về đi, đuổi các qua hỏi. Ta nói vậy thôi chứ chưa đuổi mấy đâu. Nhớ nghe mày. Dạ. Một lần nữa không nghe. Ông. Hả? Hôm nay cha con rít làm sao á? Hôm nay cha con rít sao vậy? Ông sao ạ? Tôi sao vậy ta? Tôi nói vậy mà ông nói lại y chang vậy? Sao nay tôi kỳ vậy? Ai nói gì tôi cũng nói lại y chang vậy? Tôi mệt mà quá. Chị Xui. Ngày hôm nay tôi qua đây á, tôi nói thiệt với chị, xin lỗi chị. Tính tôi rất là rốt rẽn. Dạ. Hả? Qua là hễ mỗi lần tôi qua đây á, tôi muốn gặp chị á là để tôi hỏi cưới. À, dạ. Nói chung á là tôi trong lòng tôi á thôi chị ơi, em nói gì vậy? Oh yeah. Ông. Oh yeah. Ông. Không rồi. Cái gì? Bình tĩnh đi. Làm gì? Tôi không thấy tôi cười á. Lo cái gì? Ông xui thấy bà luôn rồi. Trời nó đẹp quá bà ơi. Ông làm gì nè? Trời đất ơi ông. Làm gì tự nhiên anh xui té mà ông đúng cười hả? Ủa xui té à? Xin lỗi. Xui mới té à xui. Xin lỗi ai xui té đẹp quá. Trời ơi. Lát xui có chiếu chậm lại không cho tôi coi lại. Té đẹp quá. Dạ. Xuống lại giùm tôi đi. Ủa sao? Không có nói tiếng nào nữa nghe chưa? Không nói ha. Dạ thưa chị xui. Trước là tôi qua đây hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi muốn gặp anh chị. Dạ. Để tôi hỏi về cháu Văn Đời Sa. Văn Đời Sa. Cái gì vậy? Cái gì đó? Văn Đời Sa nào? Con tôi là Nguyễn Thị Sa mà. Văn Đời Sa nào? Không có Văn Đời Sa là vô rồi. Nhưng mà bây giờ phải có Nguyễn Thị Sa mới có đám cưới. Ý là tôi nói cháu Nguyễn Thị Sa. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay tôi dẫn con của tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa ha. Dạ, con Sa con chị. Dạ. Thôi anh cho tôi nói một lời. Dạ. Trước sau gì á hai bên gia đình mình cũng là thông gia. Dạ. Thôi mình cứ nói chuyện thẳng thắn thoải mái với nhau, không có gì mà phải căng thẳng. Dạ. Tôi nói vậy đúng không ông? Đúng rồi, trước sau gì cũng thông gia, cứ việc nói thoải mái đi một không. Dạ. Rồi đã quá. Nói chung là ngày hôm nay tôi đưa thằng con trai tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa nhà chị. Xuất. Tại ba con đi ngoài đường rồi xong ba con vui là vậy. Ba con vui. Dạ, con... Nói chung là rất là vui. Sao ba? Vui rồi. Một điều rồi. Giờ lo cho con. Một điều hay quá. Mất má rồi. Ê. Cái gì anh cho chửi má tôi anh? Trời ơi ông. Hả? Ủa tôi chửi anh rồi nè. Tôi mới nghe đập bàn chửi má nó đó. Dạ anh. Ôi xin lỗi anh, tôi kêu vợ tôi. Tôi nói má nó ơi. Dạ, xin lỗi anh tôi. Má nó ơi, qua đây tao nói nghe. Tôi kêu rồi. Bữa nay làm gì vậy? Hả? Kêu mấy con trai này qua chứ vậy? Hả? Ta đang dẫn một không rồi tự nhiên dắt xui xẻo qua đây kia vậy?
cái nói một điều mà thấy không, tự nhiên tao nói cái chữ xui nó xui lắm mà. Cái gì vậy hôm nay? Hôm nay mà xui xẻo cái gì không biết nữa, không biết. Hôm nay người ta qua coi mắt con gái mình mong nói cái gì vậy? Bữa nay coi mắt hả? Ừ. Cái thằng này khùng quá. Thôi thôi thôi, nói nhanh đi, nói nhanh đi. Bây giờ gì nè? Bà rót nước rồi mời nó uống mẹ nó. Khoan, chưa đâu. Tôi muốn qua đây á, trước là tôi thăm anh chị, sau là tôi muốn uống miếng nước. Rót nước luôn, mời uống mẹ rồi đủ. Dạ, mời mời xin lỗi. Rồi đi bà. Sa. Một điều ra rót nước nè con. Dạ. Dạ anh chờ con tôi chút xíu ra. Trời ơi. Gì vậy? Cái đồng cũ gì? Sao vậy? Dạ. Mày cưới vợ hay mày cưới con khùng vậy? Cái tôi thùng nha. Trai của ông cận thị không thấy đường thì có. Tao nói con té vô tủ quần áo không á. Trời ơi con gái con nước. Tao nói rồi đi đứng cho cẩn thận. Tao rút nước con. À, dạ. Làm coi cho được nha. Anh đít hả? Con mày cưới con này về nó cắn mày chạy nọc đó nha. Dễ thương mà. Trời ơi, cái gì vậy? Cẩn thận. Cái đẹp mà không có duyên hả mày? Mày mệt quá. Dạ không bà con. Đợi nó ra rót nước rồi để tôi rót nước tôi mời anh xuống hơn nha. Dạ dạ thôi em bác. Bà ráng đi. Ở giờ đang mời nước coi. Anh ta đang nghe ta đang đó. Dạ. Mời vô. Trời ơi. Trời ơi. Làm gì vậy? Tức quá mày gì mà giết gì? Thôi quá. Vô mặt tôi hết rồi. Ủa vậy em xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Qua đăng. Không nha. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Chuyện lỡ tay không ai muốn. Sao ạ? Tôi nói cho anh chị nghe. Trước á là tôi qua hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi xin cho hai đứa nó. Yeah. Yeah. Ba con vui là hay ve nên nói chuyện với bác hai bác vui nên ve vậy thôi chứ gì mấy bắn nhé. Ba con ngừng lại coi ba ba ơi. Cái gì vợ mới tướng nó thấy ghét không? Thấy ghét, thấy ghét lắm phải không? Rít mày cho tao mượn cái đứt coi. À, chi vậy bác? Bảo ra. Ủa con ăn mừng với ba hả? Hai một. Bà nói gì 2-1 mà bên kia căng kìa. Chứ mình ba, thứ gì đó. Bà nói gì 2-1 mà bên kia căng kìa. Được. À hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu gì ba? Bình thường sushi. Sushi gì? Sushi. Ba mươi sushi. Hả? Tao biết cái thằng này là ai rồi. Coi tôi qua chào hỏi nè. Chào hỏi thể thao đàng hoàng. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Sôi. Biết rồi ha. À. Mù phải không? À, mu là tôi đó. Si si đó. Si xanh lè đó. Vợ bẩn áo đổ quét thấy ghét rồi. Mười đó nha, mười nha. À, 10 triệu, 10 cái. Vui. Dạ, thân tình đi nha. Sư gia bắt tình thân ánh rồi. Mu, bớt nổ nha. Mới ghét nửa trái nha. Cỡ đó là ăn được rồi. Vậy là hai người bên thân tình ha. Vui. Hai ông nói cái gì Sư ơi. Bữa nay nói thì... À, anh chị xui tôi vui quá để độ lên con để dạ, độ lên dạ, con dạ. À, đáng lý ra ngày hôm nay tôi tới đây là dạ. Để trước là tôi thắp nhang cho bàn thờ ông bà dạ. Nhưng bây giờ tôi không thấy cái bàn thờ thôi thì mượn hai cô hồn sống này để tôi nói chuyện cũng được. Mượn hai anh chị để tôi có đôi lời với ông bà tổ tiên. Dạ. Kính thưa ngài Alex Wilson. Nghe cái gì? Hả? Tôi không làm với cái thằng cha Alex Ferguson á là ông cứu đội của ông à. Không phải lộn. À, kính thưa tổ tiên. Dạ. Dạ nhờ sự chỉ bảo rất tận tình của tổ tiên mà thằng Đô con tôi nó trở thành quả bóng vàng. Ronaldo anh mày đó. Tao nó là con rồi. Trong cái gia phả tao ghi tên nó rồi. Nhưng mà Đô đâu biết ba đâu. Đâu có cần biết, nhận con tinh thần thôi. Nhưng mà sau này đó tao ghi di chúc là từ đường hương quả là chia cho nó một nửa. Trời ơi khổ quá, ba lo cho thằng Rít đi. Ba lo cho thằng Rít cho con. Thằng Rít không đáng lo, con là Rít. Dạ. Con có nhiều chân, thằng Đô anh con nó có 2 chân thôi. Trời ơi, lo cho nó nhiều hơn. Hôm nay cha con làm sao vậy ông? Hãy biết, kể cha nó. Dạ thưa anh chị. Ở đây. Cái gì? Anh
mừng, ăn mừng, ăn mừng. Hai cây kéo hả? Hai đều rồi. Mổ tim mù hổ. Gì? Cái thằng bóng vàng mà nó mới vừa nói á, dẫn bên xuống khung thành cái dùng kỹ thuật cá nhân mày đặt đá vào lái cái bụp vô quân nhà. Mô 22. Hai đều là con gì tao muốn nói vậy á? Ba. Tôi nói sao miệng mày, chả hiểu được rồi. Mày gạch tên thằng Đô trong cái từ sổ gia phả cho tao. Từ nay trở đi tao từ nó, không nhận nó làm con nữa. Mà anh biết không? Anh biết không? Không cần nó biết. Thôi mày làm đi. Tự làm luôn. Buồn quá, hai đều. Không, nhắc tới ông bà tổ tiên, tự nhiên tôi nhớ ông cụ thân sinh của tôi. Hai đều rồi chị Xuân. Không, 22 năm rồi nên tôi buồn lắm. 10 triệu trên chị ạ. 10 triệu gì? Không, 10 triệu năm sau tôi cũng không bao giờ quên cái ngày ấy. Trời đất ơi, thật sự là tôi buồn lắm chị Xuân. Tôi buồn mà tôi không biết. Xuân vô, yeah. Cái gì vậy con? Ba con buồn vui lẫn lộn không? Go. Ale. Ale. Ngoài kia nắng vàng, tung tăng ngày mưa. Và ở trong này, ông xuôi điên rồi. Ta 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 ta. Chị Xuôi, tự nhiên trong lòng tôi rất là vui. Ngày hôm nay tôi gặp chị, tôi thật sự tôi không biết nói chuyện gì. Chị tên gì vậy? Chị tên gì? Lâu quá mày hỏi tên tôi á. Tôi tên Trâm. Trâm Trọt hay là gì? Trâm Cú hả? Ba Trâm ở đây là trời mưa lâm râm cây Trâm có trái rồi đó. Trời mưa lâm râm cây Trâm có trái rồi. Con gái có chồng, con gái có duyên, lòng tiền có lỗ. Chị có mấy lỗ? Gái có chồng là không có vợ đó hả? Dạ. Đây là chồng chị hả? Dạ, chồng tôi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Có hôn thú gì không hay là sống thử? Nhìn anh nhiều rồi nha. Nhìn anh nhiều rồi nha. Qua đây anh nói cái gì đó không à? Dạ ba con vui. Ông vui. Ông ngồi ông nghe gì mà ông nhìn được hả? Chết mày rồi. Chết mày rồi. Chết. Sao ơi, đẹp quá ông trời ơi, ba đẹp điều. Quá ba điều. ba điều tao nói là đứng gần con mẹ đó là xui lắm mà. Mày đừng có nở cho con, mày đừng có nở việc gì rồi. Cái gì việc gì? Trong này nó nói việc gì nè. Việc gì đâu mà việc gì? Trong này nó nói việc gì rõ ràng, tao thấy không có việc gì mà. Ông làm sao thấy được? Trong này nó nói tôi nghe. Mày không tin phải không? Cho mày coi việc luôn gì nè. Trời ơi, tức cái thằng xui này quá. Đi nè, trời ơi, con này nghe ra chỗ khác coi. Coi lên nó việc gì mà trời ơi, nó dắt banh xuống rồi đưa cho banh ngon lành rồi đổi đầu vô gì mà là việc gì vậy? Việc gì? Việc gì cái móc xì trong này nó nói việc gì vậy? Mày có dòm thấy cái chữ số ba? Số ba cái gì vậy? Hai ông vừa phải thôi nha, chuyện con cái không lo, tối ngày nó banh với nó bóng. Dẹp hai ông bóng bên đi rít. Dạ. Vô đây nói biểu. Vô đi hết đi. Bực việc gì à? Giờ sao tưởng mày có quyền hả? Việc gì? Việc gì hồi nào đi nè? Việc gì mà trời ơi, ba rõ ràng là việc gì. Thôi mở ra chứ, tắt đi vô duyên rồi mở không coi nữa. Đây tao mở ăn gian. Mở ạ. Tắt. Ê tao quạo lắm rồi nha. Tao dục cái tivi bây giờ. Dục đi. Thôi. Tao gỡ được mấy triệu. Tao rút nó đâu có trôi. Tivi của mày đâu phải của tao. Trời ơi. Trời mày đập luôn đi. Cái thằng này mày ác lắm nghe, cái thằng quỷ. Ý có hình. Có hình lại vậy. Ê chết cha mày rồi, phạt đền. Tắt thằng. Không thèm coi nữa. Bây giờ tao muốn coi trái mặt đời này không? Trái mặt đời này đá không vô tao cũng thắng mày. Chấp tao nửa trái mà. Mày đừng có gáy. 10 triệu tôi coi cái đó coi như tao thí cô hồn. 10 triệu thí cô hồn à. Ê, già cả lớn tuổi rồi nghe. Chơi cờ bạc không có chơi thí cô hồn nha mày. Ê, mày nói chuyện mà không có chỉ nữa mày. Ê, tao chỉ mày, tao vỗ mày luôn. Ê, tao vỗ mày 2 cái nè. Tao vỗ mày 3 cái luôn nè. Tao vỗ mày 4 cái nè. Tao chọt vô con mắt mày luôn nè. Ê, mày ngon mày chơi tao không? Công phu rồi mày. Trời ba ơi. Sợ quá, mày công phu hả? Ê, biết này gì không mày? Mày đang hút thuốc chứ mày làm gì? Con bảy nó ngoại. Con bảy con khỉ, con bảy tao sợ mày hả? Mày ngon mày chơi không? Mày không sợ không con bảy phải không? Không đó mày. Con. Dạ. Vô nhà lấy dao phai tao chém chết mẹ này coi. Mày đi lấy cho tao cái mền.
Lấy cái mền chi ba? Tao nghe ổng chém tao lạnh người quá. Trời ơi. Ủa mày không sợ tao á? Nhưng mà tao thiếu con hồn. Mày thiếu con hồn cái gì? Cái thằng quỷ đỏ. Ờ cái đồ quỷ xanh. Ờ cái đồ quỷ đỏ. Ờ tao thiếu con hồn đó. Thiếu con hồn cái gì? Ờ rồi sao? Ba. Trời ơi. Vậy nhịn đi ba. Không nhịn. Nhịn cái gì mà nhịn? Trời ơi. Ba không nhịn vậy. Nhưng không mà không được làm gì, ba kiếm thằng khác ba gả cái thứ quỷ đỏ. Tao kiếm con khác cho mày. Cái thứ mà anh gian. Ba bên nè. Cái gì vậy? Hả? Tôi cho ông cái thẻ đỏ nè. Ông cái thẻ đỏ nè. Ê, tôi làm gì bà cho tôi thẻ đỏ? Cái gì? Tôi làm gì bà cho tôi cái thẻ đỏ? Im, mày muốn cãi gì chưa? Im gì? Tôi là trọng tài. Trọng tài là cha mẹ. Bà là mẹ thằng kia kìa. Bà ra đi bà làm nhục tôi hả? Bận độ gì bà làm gì bà trọng tài hả? Bà như ninja rùa vậy bà biết không? Dạ, ông em cho. Bà đi làm cái gì? Hả? Ông em. Bây giờ tôi quyết định nha. Cái đám cưới này vẫn được tiến hành. Nhưng mà không có mặt hai ông. Ủa sao kỳ vậy? Không có mặt hai tôi rồi tôi làm gì? Hả? Tôi sẽ mướn ca sĩ nhạc sôi động về hát cho cái đám cưới đó là rần rần luôn. Sôi động cỡ nào? Sôi động bằng lê vô go à lê 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 không? Sôi động sao? Sôi động sao? Giờ ta chẳng còn chi mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Ê nói không phải khen nha. Cũng đẹp trai mà lấy con vợ bị khùng hả? Nói nhạc sôi động mà nó rên xuống gót mà sôi động. Ý bà gì? Phải là nghe bà vừa thấy nha, tôi đang cá độ bà mướn nó về nó hát bài này thua xúc quần ăn chi. Mướn về hát cho hai ông sáng còn mắt bà. Còn bây giờ đi ra khỏi sân nhường chỗ cho ca sĩ người ta hát. Là sao? Mấy con dạ. Vô phụ dọn giùm bác chuẩn bị đám cưới. Mày nhớ à, đám cưới không có tao à. Ba ơi mày đi ra đường kéo tao cha mà giữ mày. Đi vô. Mình là võ sư gương mẫu, có ba thằng con trai, không thằng nào chịu học võ, tối ngày đi rượu chè be bét để cho hàng xóm mắng vốn. Một tuần có 7 ngày à, mày bị mắng vốn hết 7 tháng rồi. Ma nó đâu ra đây tôi biểu coi, làm cái gì đứng ở ngoài hoài vậy? À, cảm ơn anh Bảy, chị Sáu. Dạ em xin lỗi nhiều, để em nói với chồng em rồi họp gia đình nha chị. Dạ. Mình ma nó đâu lên đây tôi biểu coi, làm cái gì đứng ở dưới hoài vậy? Lên được đây à? Thiệt là bức bối à. Trời, chích cha, có sao không? Có gì đâu, giữ cái đinh thôi. Đừng có lo, võ sư nội công thâm hậu như tôi không có đinh này nhăm nhò gì. Vậy ma nó đầu xuống đây tôi biểu coi, làm cái gì đứng ở trển hoài vậy? Hoài vậy, hoài vậy? Vậy nè, ngồi xuống đây, bực bội và kêu lên này, không chịu nói thì kêu xuống đây, biết làm gì ngoại không? Sao thư góp ý của chòm sớm đây nè. Trời đất ơi đó. Chưa đầy một tuần là bao nhiêu thư góp ý ra hả? Chứ nhiều nữa. Bực bội à nè. Gửi mấy cái thơ mời họp của tôi chưa? Tôi gửi mời hết rồi. Đầy đủ không? Đầy đủ. Sao giờ này không có ai trơn vậy? Ông á nha, lúc này nhí nha nhí nhảnh nè à, ngắm trăng ngắm mây ngắm nước không à, còn mày đặt hát hò nữa. Coi chừng tôi nghe chưa, hát hò suốt ngày bực bội vậy. Mấy đứa đâu ra ba bay biểu coi, làm cái gì xào quần trong đó vậy? Đó, con nhà võ là phải như vậy đó. Xuống tấn. Cái gì?
gái nó nhảy cũng nhảy theo nữa. Đang tập võ ai dặn nhạc vậy ai biết? Tôi bấm tắt nhạc rồi. Tôi bị liệu mà bà rảnh quá. Chuyện lộn bài thôi. Ngồi đi. Tụi con ngồi xuống hết đi. Hôm nay á, ba con nói là gửi thư á, mời tụi con đến đây họp á. Lý do á, là về chồng của ba tụi con á, đi nhậu nhẹt về phá làng phá xóm, người ta góp ý đây nè. Ừ. Đây nè, đây là thơ của chồng con ba nè. Nè con. Đó, ta góp ý chồng con đó, đọc coi. Dạ. Bà Sáu thư kiện ba má thằng Lâm. Ba má thằng Lâm là ai vậy? Ai vậy? Hai đứa mình. À, hai đứa tôi đó. Mỗi khi thằng Lâm đi nhậu xỉn về, ghé ngang nhà tôi, tè vô cây nhãn. Bảo đó, mọc lên một cây chuối hột. Chú hộp là sao? Thì ba anh Lâm ảnh thích uống rượu chuối hộp đó ba. Sao nữa? Biết trước như vậy đó thì mình uống rượu sầu riêng đi. Chi vậy? Thì tè mọc ra cái sầu riêng. Dạ, chuối hộp. Rồi kết quả sao con? Dạ, cây nhãn đã chết, bà Sáu bắt qua đền cây vú sữa. Dạ. Không biết đâu nhé. Ghi nhận cây vú sữa đi. Bực bội quá à. Nè. Chết cây nhãn. Chồng của con Út nè. Con hả? Bắt đền cây vú sữa. Dạ. Đọc lên. Con xin phép ba. Kính gửi ông rớt bà lụm lên. Tôi tên là Nguyễn Thị Thắm, ở kế bên nhà. Nay tôi viết đơn này kiện con trai ông bà về tội quấy rối và xúc phạm. Sơn, con trai ông bà hôm qua đi nhậu về, đã xông thẳng vô nhà tôi, tiến tới trước mặt tôi, nhìn tôi với một ánh mắt rất là đắm đuối và buông ra một câu hết sức ghê gớm. Câu gì? Thắm, anh xỉn rồi, anh về nha. Con mình nó xỉn thì nó xỉn thôi. Nó gì mắng vô. Nó thật thà mà. Câu nói này làm cho ông nội của tôi hết sức là bực bội. Ông nội này còn vô duyên nữa. Nói chuyện cháu ông mắc mớ gì mà bực bội. Đúng rồi. Bởi vì ông nội tôi tên xỉn. Xỉn thằng này đi. Chồng sớm khó quá à. Khó khăn quá. Nè, thư góp ý của chồng con hai nè, đọc đi. Dạ, cái này của con hả ba? Ừ. Trời ơi, rung cái gì đây? Đọc đi, có gì đâu rung. Dạ, sợ ba. Kính gửi ông bà nhí nhảnh dễ thương lượm rớt. Nay tôi làm đơn này tố cáo con trai của ông bà là Hải Ròm. Má nó đi nhậu về. Hả? Bà đi nhậu với nó hả? Trời ơi! Sao giết má nó đi nhậu về? Má đâu có đi nhậu. Dạ không phải ba, cái này người ta tức quá người ta chửi mình đó. À, dạ. Chửi thề đó phải không? Dạ đúng ba. Dạ. Bà có nhậu đó. Nữa hả? Nó đi nhậu cho xỉn, nó ăn cho đã, nó về nó ôi, nó ị vô tủ quần áo của tôi. Không biết đâu, bắt đời tôi đi. Ừ. Ký tên. Ai vậy? Ai vậy? Dạ, vợ Hải Rồm. Trời ơi. Cảnh quá hai. Bà con hàng xóm rồi bắn vốn chưa đủ rồi mày trong nhà mà tố cáo chồng nữa. Con đó nha hai, con kỳ ghê vậy đó. Chồng con bị như vậy thì con phải dạy chồng con chứ. Mắc gì đâu mà con gửi tôi tố cáo nữa. Hả? Con lớn rồi. Nhiệm vụ của con là dạy lại ba hai đứa em của con nè. Trời ơi, con dạy chứ ba má là cha mẹ. Mà ba má dạy không nổi làm sao mà tụi con dạy nổi. Bởi vậy ba má đâu có biết cái nỗi khổ của tụi con chứ. Xuất gia thì phải tùng phu. Ba má hiểu. Các em lên vô. Trời ơi, bỏ chung. Cái gì vậy hả? Cái gì kỳ cục vậy? Con dạy mấy đứa em con làm vậy đó hả? Trời ơi, tại sao má biết con không dạy tụi nó? Con dạy chứ, con dạy nhiều lắm các em mà. Nghĩa là chồng sao thì vợ vậy. Đồng vợ, đồng chồng, tát biển đông cũng cạn phải không các em? Vô! Vô! Bỏ xuống! Trời ơi! Cái gì ơi. Hả? Đạo quá đồng mà. Vợ, đồng chồng đi bắt bọc đi lông. Sai. Chị hai sai. Ừ. Sao sai?
nói chuyện với ba má mà chị hai bỏ chân lên bàn. Hàng xóm ở dưới người ta nhìn lên, người ta nói chị hai mất dạy. Ừ, đúng. Ừ. Đúng không ông già? Trời. Không được. Như vậy là không được. À, sơn móng chân màu này xấu quá, mai mốt sơn màu khác đi. Cái gì mà góp ý kiện con vậy? Đụng hàng nói được không? Ở vậy chị hai chị ba nói chuyện với ba má bỏ chân lên bàn như vậy là không có thùy mỹ dịu dàng. Ừ. Đàn bà con gái là phải nết na đúng không? Ừ. Hút này là được á. Ừ. Nha. Mưa quẹt ơi. Hay quá. Ủa gì vậy? Trời ơi. Mẹ bên đây bà đang hút thuốc đó hả mày? Buồn lắm anh ơi. Anh hiểu em mà. Trời. Quy liệu. Bỏ xuống. Bà bỏ thuốc xuống. Bỏ xuống. Rửa đi thuốc đi. Cái gì vậy hả? Hả? Hai cha con làm cái kiểu gì cùng vậy? Quy liệu. Bỏ xuống đi. Bây giờ ngồi họp với nhau nè, để có một cái ý kiến nào đó, hay là nói ba cái rượu này là tác hại để cho tụi nó biết là nó chừa. Đúng rồi. Nó hại cho sức khỏe. Mày nghĩ sao mà mày uống ba cái rượu này nè, hả? Có hại sức khỏe lắm biết không? Con biết mà ba nó pha cồn không mà hại sức khỏe là đúng rồi. Biết vậy sao còn uống? Chưa nói tới rượu tây ấy nha ba. Sao? Sao? Rượu tây mà nó ghi tiếng Việt thì làm sao biết nó là rượu tây? Ừ. Thế nó ghi tiếng Tây thì biết nó không phải là rượu Việt. Trời ơi, rượu Việt quá. Nói cái gì không hiểu gì tới vậy? Nói gì vậy sao? Đúng mà. Thưa ba má, thưa ba má. Uống rượu pha cồn nè, rồi uống rượu giả vô, rồi bệnh, rồi nằm xuống một đống đó. Ai lo? Ai lo? Ai lo? Ai lo? Bác sĩ lo. Trời đất ơi. Cấp, trên bàn nhậu là không được nhắc tới chồng con. Nhắc tới chồng con là buồn. Ma buồn, mà buồn là thôi đi bà Cóc. Làm bộ lấy thuốc rồi mới buồn lắm anh ơi chứ gì. Hay quá anh ơi. Anh biết em mà. Trời ơi. Mày biết học chết bây giờ hả? Cha con cái kiểu gì cực cục vậy? Ngồi xuống đi. Liễu bảy liễu bả không à? Tôi rồi. Tôi ngồi nóng này cho tôi chưa có chết hay chưa? Nè. Dạ. Các con có biết là uống rượu này tác hại cỡ nào không? Dạ con biết ba. Nhưng mà ba biết tác hại không? Để con giải nghĩa cho ba hiểu. Sao? Thí dụ ba thằng con của ba đó, nó uống rượu, nó xỉn nhiều quá đi, đầu óc của nó khi mà không có ổn định. Ừ. Nó chạy ra đường, nó hại người ta. Người ta tức quá, người ta tát nó. Như vậy gọi là tác hại đó ba. Ha. Thôi. Có giải thích cái gì hết trơn. Bây giờ á, phải hỏi ra đứa nào có một ý kiến, gom gọn cái ý kiến đó lại, rồi về nói cho tụi nó. À đúng. Dạy dỗ tụi nó lại. Con là lớn nhất đó, có ý kiến gì không? Con hả ba? Ừ. Dạ, dạ thưa ba, dạ thưa má. Dạ con có ý kiến như vậy. Ừ. Dạ con đại diện cho hai em bạn dâu của con. Ừ. Dạ con có ý kiến như vậy. Ừ. Dạ con sẽ nhường lời cho con Út nó nói. Con biết con nhường cái này Út. Nói đi Út. Dạ dạ dạ, cảm ơn ba nha. Thưa ba má. Ừ. Ý kiến của con là vậy. Ừ. Ý kiến của con là chị sao? Ba làm sao con theo vậy? Vậy? Có ý kiến gì không? Dạ, ý kiến của con là con chưa nghĩ ra ý kiến, cho con xin phép hết ý kiến. Trời đất ơi, ba nó bị giỡn mặt hả? Trời đất ơi, chỉ qua chỉ lại không có đứa nào ý kiến là sao? Có ba. Con có ý kiến vậy nè ba. Dạ, mình cứ để cho ba thằng nó nhậu đi, chết cha nó luôn. Trời. Cái gì vậy hả? Ba thằng chồng của tụi bay á, nhậu chết là đúng rồi. Tự nhiên cái bắt chồng tôi chết theo là sao? Kỳ vậy? Chồng mày chết, kệ mày, tự nhiên tao chết. Thôi nha, bỏ đi nha. Từ nãy giờ không thấy đứa nào uống một giọt rượu nào hết mà xỉn cái gì. Hả? Ăn nói bậy bạ không à? Ba má thấy đó. Rượu này á là tụi con xỉn giả thôi mà còn mất dạy như vậy. Xỉn thiệt á hả, nó quýnh ông bà cái mặt với là cái mâm luôn á. Bây giờ ông á, ở nhà này lo cái nhà này đi. Suốt ngày cứ lo cái vỏ đường của ông riết á. Rồi cái lò vỏ nhà này ai lo hả? Bây giờ ba thằng con trai là giao lại cho ông. Còn ba đứa con dâu này để cho tôi. Mấy con á, ở chung với má lâu rồi mà cũng không có thấy được cái hay của má nữa. Thấy má dạy chồng của má không? Nhìn lại ba của con đi. Một người đàn ông rất là thanh lịch,
Đẹp trai. Đặc biệt ăn nói rất là nhỏ nhẹ. Tổ cha rồi mày. Có chồng cũng biết dạy để nó nhỏ nhẹ tối ngày. Mới ăn nói là ăn nói nhỏ nhẹ mà la sùm lên quê với tôi. Nói lại hả? Nói lại. Tổ cha tụi bay. Trời ơi. Bây giờ vậy. Bây giờ để cho ba thằng đó nó bỏ rượu đó. Dạ. Ba có cái kế này. Nhưng mà ba cần sự hợp tác của ba đứa con dâu. Dạ. Tập hợp lại đây. Dạ. Như vậy. Hiểu không? Hay quá anh ơi. Anh của tụi em mà. Trời ơi. Tới quán nhậu chưa? Tới rồi, tới rồi. Tới chưa? Tới. Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu là nhậu bia. Rượu từ lúa nấu ra 2003 một xị. Bia làm sao sánh được. Rượu là rượu, bia là bia. Hay quá. Đang trong mùng nằm với vợ, bạn khỏi nhậu là mình đi. Vợ có nói năng đi, ta cũng đi cho bằng được. Bạn gọi ta là ta nhậu, vợ thì vợ mình đi thì đi. Có nhà hàng đó mình làm bạn gì mà quay vậy này. Uống rượu mà chuyên môn nói vậy à, đúng không? Đúng. Uống rượu mình phải là sợ. Nhưng mà nói nghe nè, mình uống rượu trên phương diện rất là công bằng. Bây giờ rượu á, bây giờ bia là thằng này lo rồi đúng tao không? Tao lo bia rồi. Rượu chứ hột là mày lo rồi. Bây giờ tao tới phiên tao, tao hùng. Tao hùng rượu này không phải là rượu bình thường. Rượu gì? Rượu này là rượu gia truyền. Dạ hả? Rượu này rất là quý mà chôn ở dưới đất 30 năm nay tao mới đào lên. Quý dữ vậy hả? Chính vì cái quý đó là mỗi khi đứa nào nói chuyện mà nghe hợp lý thì mới được uống. Đúng. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống mà. À. Sao nó hợp lý lẹo quá? Nó nói hợp lý là nó phải uống thôi. Nhưng mà ta nói rồi bay nghe. Về. Uống rượu á, ngồi vô bàn nhậu là phải chào bàn. Đúng rồi. Chào bàn để làm gì? Không phải chào là chào anh đâu. Mà mình chào á là để làm chi? Dạ. Để là mình cúng ông thổ địa. Ừ. Cúng ông thổ địa để làm gì? Mấy thằng nhậu say về hay ngã xuống đất. Ừ. Thì ông địa, ông, mình cúng ông rồi, ông không có nhập vô mình mà dân chơi gọi là nhập thổ đó. Đúng không? Đúng không? Đúng. Tao ta nói vậy đúng không? Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Mày không? Nói hợp lý. Hợp lý tao uống ly nữa đã. Hả? Ô, sao nó hợp lý hoài? Bây giờ mới là ly rượu để cúng. Cúng đi, cúng lẹ tao quất ly coi. Thiên lên lên địa lên lên giái ông địa lên lên phù hộ cho hai ba thằng lưu lên. Đưa bình yên trở về sau thời gian nhậu nhẹt say xỉn. Rồi xong. Rồi thằng này sai rồi, nó sai rồi. Đổ dưới đất không đổ, tự nhiên nó đổ lên cái chân mình. Bội mày quá thiệt tình, tao phải lau chân tao. Sao mày lau chân tao làm gì? Mày lau chân tao. Bà mẹ. Sao mày đánh tao? Nó đổ rượu vô chân mày, sao mày đánh tao? Mày sai rồi, sai, mày sai. Mày sai xỉn á. Tao đánh mày hồi nào? Sao mày đè chân tao, mày lao vậy? Cái chân của tao. Cái chân. Cái chân của tao. Mày buông ra tao coi thử chân đứa nào. Không phải chân mình không ta? Phải kiểm tra trước khi trả về cho chủ. À, nó dính trong này. Chân này của tao, mày sai rồi. Chân này của tao đúng không? Đúng rồi. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống. Con sao nó hợp lý dễ quá vậy ta? Bây giờ mình uống này xong mình thề đừng có nhậu nữa đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rượu rất là tác hại. Đúng. Không nên uống rượu nhiều. Nên chúng ta phải thề. Thề là đừng bao giờ
đúng không? Bây giờ trước mặt hai đứa bay tao thề, tao thề với tụi bay rằng từ đây trở về sau tao không bao giờ uống rượu nữa. Đúng. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Không hợp lý. Mày mới thề từ đây về sau không uống rượu, sao mày uống? Mày là con người hời hợt. Mày phải để ý từng câu nói phải đi đôi với hành động. Hành động sao? Tao đã nói rồi, tao nói tao thề từ đây trở về sau là tao không muốn. Đúng rồi. Còn từ đây trở về trước là tao có quyền chứ. Đúng. Hợp lý không? Hợp lý. Tao quyền. Mình phải nghĩ một cái gì nó hợp lý ta. Ê nè, tao nói cho tụi mày nghe, thường là người ta thề vậy nè. Thằng chồng đi nhậu say sưa về, con vợ nó giận, nó chửi bới thằng chồng. Thằng chồng nói anh thề với em, từ đây trở lên anh không uống nữa, từ đây trở xuống anh uống. Hợp lý không? Hợp lý. Không có hợp lý. Ủa sao không hợp lý? Không hợp lý bởi vì hành động không rõ ràng. Đúng. Sao rõ ràng? Nó nói đáng lý, nó phải nói là từ đây trở đi hoặc là trở lên, nó phải là cho cái mức đàng hoàng. Nó quơ quơ giống vậy là đâu có hợp lý. Đúng rồi. Tao sao không là không được. Thằng này nó nói hợp lý nè. Đúng. Tao nó hợp lý tao. Hả? Tới phiên mày thề đi. Đưa đây tao thề. Mày thề cái đã rồi mày mới được cầm lên uống. Ủa chờ uống trước thề sao không được hả? Hợp lý mới được uống mà. Tao thề với tụi bay, từ đây trở đi tao không bao giờ uống rượu nữa. Quất ly coi. Mời. Dạ mày ơi, nó thề từ đây trở đi không uống rượu mà sao uống được? Đâu hợp lý đâu. Mày không nghe kỹ câu nói của tao. Tao thề là từ đây mà ai chở tao đi á, tao không nhậu. Tao ngồi tại đây tao uống được. Hợp lý không? Hay quá, hợp lý, uống ly cho ta. Nó sao dễ hợp lý quá ta. Đúng rồi, hợp lý đúng không? Tao khen mày rất hợp lý đúng không? Hợp lý tao uống nè. Ủa khen cũng được uống nè hả? Nhưng mà tao nói cho tụi bay biết nè, bỏ rượu đi, mình chuyển sang uống bia. Lỡ mình chết á, mình được lưu truyền từ đời này đến đời khác. Sao mày nói gì? Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta uống bia vô, lỡ người ta chết, đem chôn xuống đất là một nắm mộ, rồi cho một miếng bia, từ đó về sau có tên là mộ bia. Còn tụi bay uống rượu không bao giờ có cái tên mộ rượu. Tao nói hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống. Không hợp lý. Sao hả? Tao nói cho mày nghe, bây giờ đất đai nó đang lên giá, con cái nó còn đào mã cha mã mẹ nó lên để nó bán đất mà. Đúng không? Đúng. Rồi cái cốt nó để đâu, qua bỏ vô cái hũ giống cái hũ rượu không? Cái đó đâu có gắn bia đâu. Thì cái đó phải gọi là mộ rượu. Mày không hợp lý, mày khỏi uống. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý, mày nói hợp lý. Tao uống. Mình nói hồi nó gài nó cũng uống à. Sao? Đây, tao nói cho tụi mày biết nè, uống rượu này không có tốt. Tụi mày biết sao không? Ai trong đời mà không nhậu, không khi nhậu rồi phải say. Nhậu đừng có lăn quay, khi vừa say phải lo về. Đang chạy xe đừng leo lề, vợ con mình không nhận ra. Tao nói hợp lý không? Tao uống không? Không hợp lý mày. Khoan, để nó nói, giải thích. Nhà mày nghèo mà đi bộ, mày đâu có xe đâu mà mày leo lề. Tao nói hợp lý không? Hợp lý, rất là hợp lý. Đúng mày, không? Mày có thể uống rồi. Tao quất ly coi. Bạn này không được ly nào đâu, tao dám chắc với mày luôn. Mình quá hợp lý mà. Đúng rồi. Bây giờ mày sao? Ê, ủa mày muốn cái gì? Uống rượu là không có quên rồi sao? Mày. Bây giờ mày sao? Nhất định là không được quậy. Không quậy. Không quậy, hứa không quậy. Tao hỏi tụi bay nè, cái này phải chiếc dép không? Được. Không phải chiếc giày đúng không? Được. Chiếc dép phải không? Được. Hợp lý không? Hợp lý. Tao uống ly. Nó hợp lý mà. Nội cha nó gài tao à. Uống ly khó quá. Bây giờ tao hỏi mày nè, cái này là cái quần đúng không? Được. Không phải là miếng nùi dẻ đúng không? Được. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý không? Cái miếng này tao xài rồi, đụng hàng rồi. Không hợp lý. Không hợp lý thì thôi. Đúng rồi. Thôi nghe nè. Thằng này nói hợp lý. Mày đừng có dán quần, dán áo không tốt. Mình nhậu tăng 1, tăng 2, tăng 3 mình say rồi.
coi chừng trúng gió như tao nè, đi đâu cũng uống rượu rồi bỏ áo quần lịch sự không? Đó, thấy chưa? Mày nhén nhén lên, mày nhậu hồi gió độc nó đi vô, cái mày trúng gió mày chết. Tao nói hợp lý tao. Không, hợp lý, tao chưa chết là không có hợp lý mày. Nhưng mà tao chết nó hợp lý đúng không? Đúng rồi. Trong khi đó trúng gió tao còn chưa trúng mà dễ gì chứ. Trời. Mày đừng gài tao. Bây giờ mày đố rồi, tao đố mày nè. Đố gì? Bà nội cha nó tao không uống được ly này, tao con tụi bay nè. Tao đố mày, trong các con nó con nào bị lỡ nhiều nhất? Dễ quá, con ghẻ. Sai. Con xà mau. Sai luôn. Chứ con gì? Con đường. Sao con đường lỡ nhiều? Bây giờ nó đào hoài đó, nó lỡ nhiều nhất. Đúng rồi, nó đào lên, nó lắp, nó đào lên, nó lắp hoài à. Không đồng bộ là nó phải hư thôi à. Bây giờ mày có đố không? Không đố, bây giờ tao nói tụi bay nghe. Nói gì? Trong cuộc đời tao, tao rất là thương bạn bè. Tình thương mến thương à. Uống rượu á là rất là nhiều cái tâm sự. Tôi nói cho tụi bay nghe nè, bây giờ còn có mấy ly à. Khuyên đừng có uống nữa. Đúng không? Đúng không? Bây giờ uống rượu không có tốt. Uống vô nó tác hại lắm. Còn ly cuối cùng hay nhiều ly không biết, bây giờ mình cắt máu mình ăn thề đi. Đúng rồi. Tại trong phim Hồng Kông nó kết tình huynh đệ, nó cắt máu ăn thề. Bây giờ ba đứa mình coi thử tuổi đứa nào, tuổi bao nhiêu. Cắt máu ăn thề là dân nhậu tất cả phải dồn vô rượu. Mà rượu là phải uống rượu bổ nè. Đúng rồi. Rượu tào lao là không chơi. Kể cả khi nào mình cắt máu ăn thề cũng phải lựa cái con gì cho nó ngon lành. Đúng. Mày tuổi gì? Tao tuổi mùi. Con dê. Con dê, huyết dê ngon. Lấy huyết dê. Hả? Huyết dê uống tành lắm. Tao là tuổi con rồng. Đúng rồi, rồng là quý hiếm, lấy huyết rồng nhậu đã lắm. Được. Xin lỗi tụi bay, rồng nó tiệt chủng à. Mày tuổi gì? Tuổi rắn. Được, huyết rắn là mày. Đúng rồi, huyết rắn nhậu. Uống máu rắn là pha rượu là ba cháy luôn đúng không? Ba giọt thôi nha. Lấy huyết nó đi. Lấy ba giọt thôi. Nè. Trời, mày giết người rồi, mày giết người, mày say quá rồi. Mày lấy ba giọt mà chơi con dao phay là sao? Xin lỗi mày. Lấy huyết rắn không có ai lấy ở cái tay hết. Tại con rắn nó không có tay. Đúng. Lấy huyết rắn là phải chặt đầu, bỏ cái đầu của mày. Trời, mày sai rồi, thằng này nó sai rồi. Người ta nói chơi lửa, chơi nhà, chơi dao có thể chan hòa máu tay không được. Vậy chứ làm sao lấy huyết được? Tao tự xử. Hiểu cho nè, một giọt, hai giọt, ba giọt. Tao bây giờ tao là con rồng, tao lớn, tao uống chứ. Ê khoan, trước khi uống tao có tâm sự. Tâm sự. Hồi sáng tao đi khám nghiệm máu, xét nghiệm thấy dương tính HIV. Thôi mày uống đi. Mày bị cái gì? Sida. Uống rồi, uống đi. Mày uống mình mày luôn đi. Rồi cảm ơn, tao uống luôn. Đâu có bệnh gì đâu, cái này quá hợp lý luôn. Trời ơi, ba thằng có hồn này nhậu giờ này chưa chịu vô ngủ nữa hả? Thằng nào mất dạy vậy mày? Chủ quán à? Chủ quán mà tiếp đãi khách khứa như vậy à? Đi ra còn mất lịch sự bằng đồ ngủ luôn mày coi được không? Làm sao đừng thèm tới cái quán này. Đúng rồi, quán nào ngồi cũng được. Mà uống rượu làm sao? Uống rượu làm cho con người mình mất lý trí, đúng không? Đúng. Bởi vì sau khi uống rượu vô mình sai. Mình sai cái quá, mình dò đầu. Mình dò đầu xong cái rớt con trí. Đi tìm con trí không có. Thật là vô lý cho nên mất lý trí. Ta nói hợp lý, ta uống một ly. Thôi vậy mày. Chí là TR là con trí. Còn cái này mày kêu con trí mà. Vô lý. Tao nói như vậy hợp lý. Hợp lý quốc. Sao nó đơn giản quá rồi ta. Ta bây giờ còn có mấy ly cuối cùng thôi. Hai ba ly rồi. Bây giờ uống xong rồi tụi mình bỏ nhậu luôn nha. Đúng rồi. Cho nên mấy ly này quý lắm. Rất là quý. Cái chuyện gì mà nó buồn thật sự mình hãy uống. Hoặc là nó vui thật sự mình hãy uống. Đúng rồi. Có đứa nào có chuyện gì buồn không? Sao mày khóc? Gì vậy? Sao mà khóc? Tao buồn quá. Tại sao mày buồn? Mày nói tao nghe đi. Ba tao mới chết.
Ba nó chết nó buồn nè, mời mày luôn. Chết rồi, ba nó chết rồi mày ơi. Rồi ai gọi điện thoại tới nữa vậy, không biết buồn đang quá. Nhậu. Ba nó chết. Alo. Ừ. Rồi. Ừ. Ừ. Tao uống ly, tao có chuyện vui, ba tao sống lại rồi. Đúng rồi, ba nó sống lại nó vui rồi. Mà tao vẫn còn lý trí mà. Nó gài đó. Xin lỗi mày. Mày có buồn hả? Xin lỗi mày, đáng lý bác trai chết tao phải qua Phúng Điếu. Tao không qua Phúng Điếu tao cảm thấy tao có lỗi. Tao ái náy với lương tâm, tao buồn khổ lắm mày biết không? Mày biết không? À tao buồn. Con chia buồn với. Chúc mừng mày, ba mày sống lại rất là niềm vinh hạnh cho dòng họ nhà mày. Ngày hôm nay đáng lý tao tới chia vui với bác trai, nhưng mà bây giờ anh em đang ngồi nhậu đây, tao gửi lời chia vui với bác trai. Vui quá mày ơi, tao uống. Còn mấy ly ít lắm, nhưng mà cho tao hỏi nè, cái này nãy mày nói cái rượu này rượu gia. Rượu gia truyền, rượu gia truyền là bây giờ ăn dài. Gì vậy? Cho tao uống ly này, tao buồn quá, cho tao uống ly này. Mày buồn chuyện gì? Hai thằng mày nói chuyện không có ngó ngàng tới tao, tao buồn quá, thôi tao uống. Hợp lý thôi. Mà mày ngâm cái gì còn trong này có mà? Có một ly cuối cùng. Hả? Rượu gia truyền, rượu quý ngâm gì? Tao nói mày nghe, cái này là rượu gia truyền của gia đình tao. Ủa? Chôn 30 năm rồi. Dạ. Vì tướng yêu bạn bè tao đem ra tao chơi luôn. Nhưng mà rượu này cả một quyền thoại nha mày. Quyền thoại sao kể? Quyền thoại của hũ rượu này đó là bắt đầu từ câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa có con mẹ bán dưa bả cưa cái cẳng. Cần năm cái cẳng hả? Lộn. Ngày xưa có con trăng cắn lộn với con thằng lằn. Con thằng lằn chết. Không có, con trăng chết. Năm con trăng. Không có, người ta ngâm con thằng làng. Tại vì con thằng làng nó đã hút hết máu của con trăng rồi. Mà trong này có những con khác nữa. Con gì? Nó vào thăm rồi nó thấy rượu nó nằm trong này luôn. Có con bún của, con dế. Sao có dán cái đồ tùm lum hết trơn rồi. Sao có con cóc nữa. Con dế. À có con chằn hiêu nữa. Thổ cha tụi bay. Cái bình rượu sa bóp của ông nội tụi bay còn không chừa đó hả? Có tài tụi bay luôn. Mẹ, khi uống vô nãy giờ như có người nào trong bụng nó so nó bóp á. Mẹ, khi uống vô xong muốn đi tìm thằng đấm bóp giác hơi. Mày bị gì vậy? Tao giống như ai giận trên lưng mình vậy. Thôi còn ly mày uống đi. Thôi còn ly dán rít không mày uống đi. Thôi tao uống làm chi, đổ luôn rồi. Mình đi tăng tư đi. Rồi đi kiếm chỗ khác nhậu mày ơi. Bia ôm nhậu ơi. Làm gì? Vợ con gì cũng mai tiền. Ông hai ơi. Khuya rồi, nhậu hoài à. Đi vô ngủ đi, làm ơn đi. Bây giờ hai không vô hả? Em vô em khóa cửa em nhốt hai ngoài cho hai biết vậy đó. Khuya rồi cứ uống hoài. Ủa, con nhỏ này tiếp viên mới hả? Vui chơi bén quá mày. Có đâu, nghe nó kêu là chồng mà. Dạ. Ê vậy trong này đứa nào có vợ? Ai có vợ? Trong khu vực này đứa nào có vợ? Nói nghe đi. Ê! Mày có vợ. Tại sao mày? Tại vì mày có đeo nhẫn cưới, mày tháo mày bỏ ở nhà. Bây giờ trên tay mày có cái viền trắng, đúng không? Chết mày, vợ không mày. Lẽ vợ tao? Đúng rồi. Đúng sai cũng phải vô tìm hiểu cho biết. Anh, đi vô ngủ đi. Nhanh lên nha. Vô ngủ. Nhậu riết à, vô nha. Em đợi đó. Ê con này khác cái con hồi nãy mà. Không lẽ tao hai vợ? Thì là ba thằng mình sẽ có một thằng có vợ nữa. Là vậy là tao. Đúng rồi. Tao cũng giấu chiếc nhẫn như đúng mày. Mày cũng có nè. Vậy là hai con đó là vợ tao với mày. Đúng rồi. Thôi vô đi mày ơi. Chồng ơi. Nhỏ này khùng à. Sao hai đứa mình tới ba con vợ? Như thế rồi chia như thế nào? Đứa con vợ rưỡi. Đứa con, con. Chắc chắn là phải coi lại mày.
Rồi. Nó có luôn nè mày. Ba thằng giấu nhận. Ba thằng đều có vợ. Vì là ba rồi. Con đó là vợ ba thằng mình. Có nghĩa là ba thằng mình là ba anh em cột chèo. Phải không? Phải không? Nhà ở đâu? Nhà mày ở đâu? Khoan khoan, chờ chờ tao lấy giấy chứng minh tao coi. Tao lấy giấy chứng minh. Nhà tao ở 193 Đồng Khởi. Nhà tao ở đường Đồng Khởi số 193. Nhà tao ở Đồng Khởi 193. Còn nói vậy ba thằng mình ở chung một nhà. Vậy là ba thằng mình anh em hả? Không, phải coi lại có phải anh em ruột không? Mày tên gì? Tao tên Nguyễn Văn Lâm. Còn mày? Tên tao tên gì quên rồi ta. Ăn nhậu cho cố tới cái tên mình mà nó còn quên kìa. Hư quá. Nguyễn Văn Sơn. Còn mày? Hả? Mày tên gì? Để tao lấy chứng minh tao coi. Nhưng mà nó chửi tao cuối cùng nó cũng quên. Nguyễn Văn Hải. Nói vậy là ba mình là ba anh em ruột. Lâm Sơn Hải. Ê, 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 bây giờ đã ba anh em ruột á, tại sao kêu mày tao? Đúng rồi. Phải có thằng lớn thằng nhỏ chứ đúng không? Đúng. Bây giờ tao sinh năm 1964 nè. Là tuổi rồng. Tao tuổi tỵ 1965. Tao tuổi mùi 1967. Tính ra là thằng này anh lớn. Nó tới số 67. Đúng rồi, số nó lớn. Nó lớn hơn à. Rồi tới mày, rồi mới tới tao là Út nè. Hai thằng mày mất dạy. Từ trước tới giờ cứ kêu mày tao không à. Tao là anh hai. Mai mốt đi nhậu với anh là kêu bằng anh hai nghe chưa? Dạ biết rồi anh hai. Xin lỗi anh hai. Anh hai. Ông hai rồi. Ông hai. Đi vô ngủ, mau lên. Chốt chết hoài động chết trong cái tôi à, đi vô. Anh hai vậy đó. Anh hai, chị hai kêu vô rồi. Hai đứa ngồi đây chơi đi, để ông vô với chị hai. Hai. Bà hai này dữ quá. Anh hai, dám giữ hạnh phúc gia đình nha. Yên tâm. Em là Út mà, đúng không? Đúng rồi. Mình. Dù gái hay trai á, chị hai là đủ. Cùng nhau nắm tay tới chân trời, hạnh phúc. Chúc anh hai hạnh phúc. Đừng tiêm chích bừa bãi. Ông vô duyên, vợ chồng người ta tiêm chích kệ người ta đi ông. Chết thì thiếu hiểu biết. Ông má người ta hiểu biết người ta mới lấy. Bây giờ còn ta, anh với em. Anh ba, em là em Út. Út, anh ba Út đi uống bia không? Anh ba. Ủa, anh ba, thấy chồng em đâu không? À. Trời ơi, nhậu nhẹt vô rồi coi kìa. Mà đi đâu rồi? Anh, tí ảnh nó về nó ảnh vô ngủ nha. Mà mấy anh thôi ngưng đi, đừng có nhậu nữa. Ngày nào cũng nhậu hết. Bực bội. Nó đi chưa anh ba? Đi à. Con vợ em nó kêu em vô ngủ chứ để nó giết em chết. À, thôi vô đi. Hạnh phúc gia đình trên hết. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Đừng tiêm chích bừa bãi. Hoài bảy bả hoài. Em nói là chính xác thôi. À, đâu làm gì có vụ bừa bãi. Đừng chết gì thiếu hiểu biết. Bây giờ đâu còn ai nhậu mình đâu. Bây giờ mình cũng vô kiếm phòng mình ngủ luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì mà la lắm? Má coi nè thằng gì. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai chị em bị làm cái gì vậy? Ra. Sao con đi vô phòng? Gì vậy? Hả? Thì con thấy được không? Trời ơi. Dạ với con mà con muốn có con với nó mà nó. Má xử cái vụ này giùm tôi đây. Cái vụ gì? Tại sao con vợ của tôi muốn có con mà nó không cho? Trời đất ơi. Đây là vợ của ông. Đây nè mà nhìn coi con nhỏ này là ai? Nhìn đi. À, cái cách thủ thế này là chính xác. Ê, vợ nay tại sao lấy vợ tôi? Ủa, vợ mày đây rồi, vợ tao đâu? Cái thằng dịch vật mày nhìn kỹ có ai đây nè, ai đây? Bà, tại sao bà cả gan mà lăn lòn với thằng Út? Cái này là anh hai của mày, mày mới là thằng Út đó. Thấy ai không? Má mày nè. Má chứ phải gì vậy hả? Cho cái chết. Em yêu nếp vào lòng. Trời ơi, cái gì vậy? Học về trai ta nói chuyện ngày xưa. Trời đất ơi. Coi chừng té ba mày. Trời ơi, em ăn cái gì mà em mập quá vậy em? Anh nói với em rồi. Có mốt thôi. Đừng đi giải phẫu, bây giờ sao xui ruột hết vậy? Em vệ sinh cho hôn bé con. Sao
có mặt em già quá. Thôi đi. Nè ba mày, ba mày chồng của má nè. Ba hả? Má hả? Ừ. Chứ con vợ tôi đâu? Con vợ tôi đâu? Hả? Con vợ tôi đâu? Con ông vợ đâu rồi? Con ba đâu rồi? Con ba đâu? Ba. Hả? Con vợ tôi đâu? Tôi vô tôi lôi cổ ra coi. Trời ơi. Con ta đâu? Mấy bà uống rượu riết đi. Uống rượu riết đi rồi nhìn không ra ai hết trơn hết trời à. À sao vậy? Ông vợ ở đây à? Làm sao? Hả? Ừ. Tôi sợ ông bị bệnh. Bệnh cái gì bệnh? BD. BD. Liễu quay à? Cái gì đó hả? Ông nhìn đi cái nhà này bây giờ loạn hết trơn à. Còn các ông kìa, vô lộn phòng mà ông lộn người nữa. Ông tại sao vậy hả? Tại rượu. Đúng rồi, uống rượu sai nên mất lý trí. Được. Bây giờ muốn tụi nó tỉnh rượu thì phải làm sao bà? Cung phu. Ừ. Có tóc đâu mà nắm. Nắm không được. Nè. Tiếp tục làm cho nó bỏ rượu. Bà ơi, bà số. Chưa thấy đứa con nuôi nào như mày. Hơ, quá đáng. Bất hiếu, không lễ phép. Không có kính trọng người trên kẻ dưới gì hết. Mày giỡn mặt không à? Con nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Tao là ba nuôi mà. Ba nuôi mày mà mày không tôn trọng tao là sao? Con tôn trọng ba mà. Tôn trọng cái gì? Nghĩ sao đi bia mày giành đào của tao? Tại nó thích con chứ bộ. Tại sao thích mày? Hả? Tại con đẹp trai. Trời ơi, nghĩ sao đẹp trai? Hả, giỡn mặt không à? Bây giờ vậy, một chút mẹ hỏi á, thì nói đi đâu? Hả? Bị ôm. Thì nói đi hợp, nghe chưa? Dạ. Hợp về vấn đề gì? Hợp về vấn đề bánh bao. Hợp bàn giao. Hay đứa bà không à? Nhớ chưa? Nhớ. Vô mà giành giật bo mày cũng nói tao là sao? Đúng rồi. Con hẹn trước với ba rồi, hai cha con bàn tính kỹ rồi, tự nhiên vô trong lúc bo phá giá. Mày bắt cười hả? Tao lớn tuổi tao già, tao phải bo hơn mày chứ. Ba có tiền ba chơi cứu con chơi không nổi. Rồi nè, câm cái họng lại nghe chưa? Dạ. Không được nói lời nào nghe chưa? Dạ. Dạ. Đến đi. Nín á. Dạ, 1,5 triệu. Đây. Dạ, cảm ơn ba. Vậy nãy ba bo đúng giá rồi. Tưởng cho mày hả? Không có đâu. Hở môi là chết cả đám á. Giờ này không biết bả làm sao rồi. Về nhà thấy em ru rồi hết muốn. Chán thiệt. Cái gì? Có làm gì dưới trời? Rồi thấy không? Cha ông xã về mấy ông. Chắc đậm đồ chổng rồi đó. Đợi em chút xíu nha. Em đang lỡ tay em lên liền. Ôi trời ơi. Trời chồng về rồi hả? Bữa nay sinh nhật anh nhớ không? Ủa về sớm hả? Trời ơi. Mừng Duy. Ôi đem thở về thấy cơm hiu thấy quải. Nguyên nồi cơm hiu luôn. Nhìn hết muốn ăn rồi. Anh của em thiêu lắm hả? Anh em thấy em thơm chứ đâu có thiêu đâu anh. Ba làm quá. Anh ơi mà sao kỳ quá, vợ chồng gì đâu mắc cười quá. Mỗi lần vợ mà gần chồng mới giống như con cùi con hủi vậy con. Sao vậy anh? Sao cái gì? Nay sinh nhật anh nhớ không? Nhớ. Em nấu nhiều món lắm á. Em nấu món gà bởi vì em biết anh thích ăn gà đó. Hồi nãy ba có bảy con ăn gà rồi. Nhưng mà gà này em làm nó khác gà ở ngoài. Em làm cho anh món gà là 7 món luôn á. Nhưng mà có một món em biết chắc chắn anh thích đó là gà hấp hành đó anh. Gà hấp hành ăn cho nó khỏe đó ha. Anh đói bụng chưa? Có gà sống không? Mày rảnh đó mày? Gà sống hả? Gà sống bán chậm. Không, có gà chết không? Có gà chết không? Sống xong mình giết nó chết, có không? Đúng rồi đó, em mua 7 con á, em đang chậm á. Dạ, dạ. Vô lấy nấu ăn em. Anh đói rồi phải không? Đói rồi. Đợi em đi chợ mua gà nha. Thôi, nói chứ nãy giờ có mua gà đâu. Chứ có về đâu mà.
Ờ quên, xin lỗi anh, để nói chuyện với con nuôi á. Dạ. Trai ngồi đi con. Con mệt không? Dạ cũng hơi mệt. Chở ba đi hoài phải mệt đúng không? Dạ mệt chứ. Uống cà phê nghe. Dạ. Đúng rồi, uống cà phê cho nó thỏ đó, nó đừng có buồn ngủ, anh lái chở ba con đi cho khỏe ha. Cà phê Trung Nguyên nha. Dạ. Đợi má đi chợ mua luôn ha. Dạ. Dạ một tiếng đồng hồ à. Dạ, đây cà phê là tổng cộng 1.5 tiếng đi nha. Đợi má. Ồ mà thôi, uống nước suối đi con. Bởi vì sao má nghĩ là người ta nói một câu gì 70% cơ thể ta là nước á, cho nên uống nước nha. Nước thì có. Uống nước hả? Ủa sao con nhìn má dữ vậy? Má đẹp lắm hả? Không có, con tưởng cái nét này nó lạ quá. Lắm dạ, bây giờ người ta cần lạ lắm vậy. Thấy không? Đó thấy mà. Vợ con ha, thấy buồn chưa? Hỏi mày uống gì không giờ hỏi tao. Nói vậy quên nữa chết cha trùng. Ôi trời xin lỗi chồng, đã bậy. Vợ vậy chán quá. Em bậy quá. Vậy chồng uống gì? Nước cam nha. Thôi không uống cam đâu, mới đi uống bưởi về rồi. Thôi quá, dưa hấu, mới ăn dưa hấu về. Nước suối, mới uống nước suối về rồi. Chồng muốn cái gì chồng muốn, nhưng mà vợ vô vợ pha cho chồng ly nước cam hột sữa hột gà được không? À cái gì cũng được rồi, mệt quá. Đội em đi mua cam luôn nghe. Ừ. Vợ tôi bị mắc dưới không ta? Ê, bà bữa nay sao thấy má lạ lạ bà? Lạ cái gì? Điên khùng gì đâu. Nói đã đời xong cuối cùng mua được gì hết. Ờ sao kỳ ta? Chán rồi, chán không biết bưng nước bưng ra đây bưng bằng cái gì nữa nè. Dạ đây sao, nước đây nè, rồi xong em đi chợ liền. Ờ. Cái gì chứ? Đấy. Em cũng hào nước cho bạn ngâm chân. À, cắm ống chân ống tay hả? Dạ. Trời con ơi này. Đem cho con uống á chứ. Trời ơi. Đi đâu? Bể hết rồi. Lý do gì vậy? Hả? Thì nó đi hoài buồn quá, mỗi lần buồn là đập cái ly á. Quỳnh ta nói hả, ta bao nhiêu đồ kiểu trong nhà má đập hết luôn con. Mà công nhận mỗi lần cái tiếng mà ly nó bể, tụi nó đã, cái ốc nó đã lắm mà. Trời ơi trời, thích. Tiếng ly đi, tôi đi tiếp. Vô thay đồ đi. Mà con uống này đâu, con có nước rồi. Ủa nó gì vô thay đồ đi nữa nè con. Dạ con chở ba đi họp nữa. Con uống này cho trò trường má thích uống này lắm, sao không mua cho má uống với con. Này má uống đi, con chưa uống luôn á. Vậy mai mua cho má một thùng nha. Dạ. Má buồn quá. Hai má con mình tâm sự chút được không? Dạ được. Con nói thiệt với má, má có giống khùng không con? Không, đây nha. Thương ba, lo lắng cho ba là tốt đấy. Có một người vợ vậy là phải đơn giản, má giờ ra đường hả? Kiếm không ra đâu. Nhưng mà vấn đề ba con không có nghĩ như vậy con ơi. Có, trời ba con cũng thương má lắm. Ba thương mà lo lắng đi đâu cũng nhắc má hết trơn á, thiệt. Má nói con nghe, nhiều khi má ước là con đừng có lớn vậy mà con chút xíu vậy thôi. Đó, dạ. Để má được ẩm bồng, bởi vì con nhỏ gì con đâu có đi xa được. Dạ đúng không? Rồi. Thì những lúc con khóc thì má cho con bú. Rồi con. Rồi. Tấm lại là má thương con nít lắm con mà. Xong ba con á, mỗi lần má muốn đẻ ba con không chịu con ơi. Ba con nó còn trẻ mà đẻ cái gì. Mà trẻ cái gì con, 30 mấy tuổi rồi. Mà hình như ba con không có thương má. Không phải, ba sợ má cực, má hiểu không? Trời ba thương má lắm. Con nói bậy rồi. Trời ơi, cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ là được làm mẹ và làm vợ con ơi. Trời ơi, con thiệt, ba thương má lắm. Đi đâu cũng nhắc cái trời đi với con suốt ngày. Trời ơi, tao mệt, bảo quá mày ơi, tao mệt quá, nhắc má hoài hả? Thiệt luôn á. Nhắc mà mệt có nghĩa là đâu có thương đâu con. Mệt là mình lo lắng để mình mệt, thì má hiểu không? Đó, bởi vì má nói nhiều khi má buồn lắm á con. Vợ thì má làm hoàn thành rồi, mà nhiều khi má càng lo cho ba con thì cái điều đó đối với ba con là cái điều giống như là sỉ nhục hay sao á. Lo ba con bực hay sao á. Con lắm con ơi. Mà ừ, con biết nhiều khi má buồn lắm á nha. Dạ. Cái má quận trí quá, bị trong bốn bức tường không thôi. Đúng rồi, buồn chứ. Làm gì giờ má đi chợ má mua đủ thứ trên đời, mới về má nấu nguyên một bàn luôn á con, để cho ba con về ăn. Mà nấu đợi tôi nổi má gục má ngủ trên bàn luôn. Mở mắt ra ba con vẫn chưa về. Rồi sáng rồi cơm lạnh canh nguội đổ cho chó ăn con. Riết rồi con chó nó mập hơn con á. Con nó bự lắm con à. Cái này hơi quá nha má. Con mà cho với chó. Mà người cứ nghĩ má buồn lắm con ơi. Má làm vợ là má quá đủ quá đầy. Má làm theo cái câu mà ông bà xưa hay nói là là một người vợ hoàn hảo á thì ở nhà là như con sen đúng không con? Đúng, ra đúng. Ra đường người như bà hoàng đúng không con? Đó cho nở mặt nở mày đúng rồi. Lên giường á, đi ngủ. Đúng rồi, ba con mỗi lần về là 5, 1, 2, 3 là ngủ mất tiêu, má cũng ngủ thôi. Hai cái điều kia má làm được, ở nhà thì má như con sen đúng còn thấy không? Còn lên giường thì má ngủ cũng đúng rồi. Mà chưa bao giờ má được làm bà hoàng con ơi. Bởi vì ba con chưa bao giờ chở má đi ra đường á con. Mà má nghĩ má buồn nữa con. Không phải, tại ba bận má ơi. Má đừng có trách ba thiệt á. Lúc nào ba cũng nhắc má hết trơn á.
Thiệt, đi đâu cũng nhắc hết trơn. Con có công nhận là má có quyền hỏi ba con không? Đúng, má có quyền má vợ mà. Đó, má vợ má quyền hỏi. Má hỏi đi đâu? Đúng. Tại sao giờ này mới về? Đúng. Đi đâu đâu, đúng không? Nhưng mà má không muốn. Bởi đúng rồi, sao? Má không muốn. Nhiều khi đàn ông á đi làm ở ngoài về mệt, con biết không? Đúng, đúng, đúng. Mà mình hỏi hạt sắp, má hỏi má quan tâm thôi. Người ta bực chứ người ta bực. Đó, cái năm ra bực, bực cái đi nữa má buồn nữa con. Đúng, đúng. Bởi vì nhiều khi bây giờ con suy nghĩ đúng không? Má không hỏi ba con thì má có quyền hỏi con chứ. Đúng, mà con trả lời không là quyền của con chứ đúng không? Đúng, nhưng mà má không thích. Cái đúng. Bản tánh của má là không thích hỏi những cái chuyện của ba con. Thấy không? Ờ, hay á, đó hay á, má có thấy hay á. Sáng giờ ba con đi đâu vậy con? Con không có gì giấu má trơn. Má biết cái tính con mà, thật thà chất phát từ xưa đến giờ. Ba đi đâu là con nói cho má nghe. Đây, hồi sáng á. Tâm sự hai mẹ con lâu quá mới tâm sự. Mày là gì đó mày? Dạ đâu có gì đâu à. Mày đi. Dạ. Ba. Gì? Hồi nãy ngồi tâm sự với má ba. À. Má thương ba quá ba. Ừ, biết tao biết. Lo lắng từng chút một luôn á. Đúng rồi. Thiệt á, lo lắng từng chút cái biết, gì cũng lo. Ừ. Cái áo, cái quần, cái dài, cái dép. Mà bây giờ con với ba mày đi giấu má những chuyện đó ấy nấy lắm bà. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Không, con nói thiệt. Biết, mà. Ê, này, này, không này, phải. Ê, ê, ê. Gửi cho anh Thúy, gửi cho anh Thúy. Không phải, ba đừng nghĩ bà. Mày hiểu không? Mình có chuyện gì đó, mình có lỗi với người vợ là mình phải tự thú. Mình xài cái chữ đi cho nó dễ hiểu. À, hiểu, hiểu. Hiểu không? Hiểu, đó. Hiểu. Má, con không có giấu má. Tại thật. Luôn con hàng, luôn. Thực ra là ba là lo lắng gia đình. Ba lo từng chút một. Con Hằng, con Thúy, con Lan là lo hết. Trời, lo cho gái. Ba nhân viên cấp dưới. Còn nữa. Còn nghĩ luôn, nghĩ luôn, còn nghĩ luôn. Con nghĩ luôn. Con nghĩ là lo luôn. Nó làm thư ký mà má. Trời ơi. Mà ba. Còn con Huệ có nói không? Con Huệ, tội nghiệp con Huệ lắm. Gia đình nó khá là hiểu không? Huệ má mì cũng nhát nữa. Trời ơi, má con Huệ nó tội lắm má ơi. Trời, má mì mà cũng bo luôn. Huệ nó dễ thương lắm. Này ông nội. Con. Dạ. Bởi má nói cuộc đời má chịu đựng, nó nói nhiều khi mãnh liệt quá. Đó. Má nhắm mắt mở, má sống thôi con ơi. Nhiều khi không được nó má nhắm luôn hai con mắt. Đúng cũng rồi. Được. Người phụ nữ là mình phải chịu đựng má ơi, hiểu không? Bị thương chồng đó. Thương con mà con. Bà thấy không? Một người vợ vậy mà má chê cái gì nữa? Ba thì... Má biết là... Giờ má hỏi con gì thôi nha. Dạ. Ba con cho con nhiêu tiền để mà con nói dối má vậy? Không mấy bây giờ má cho con 1 triệu để con nói thiệt với má hết, con nói không? Má nói gì? Không có như má không nói, má nói chơi. Nó chơi thôi chồng em. Con thiệt với má, con là con nuôi má thôi. Tại vì má thấy con dễ thương, thật thà, đẹp trai, xinh xắn. Má đem về má nuôi thôi. Nhưng mà con phải vì đồng tiền. Không, không, má. Con phải vì đồng tiền, con phải. Má nói là má xúc phạm với con rồi. Má xin lỗi. Không, má xúc phạm mà con không chịu. Không. Con đi về, ba tiền của ba mình trả hết. Con không lấy một cắt luôn, con trả hết luôn á. 800 mà mày không lấy luôn hả mày? Con bỏ luôn. Má xin lỗi. 1 triệu của con đâu? Hả? Ở đây hơn, đây 200. 1 triệu đâu, má. Con cũng dễ sợ, nó chơi chứ má đâu có tiền. Má không... Cho con xin lại đó được không? Mày nói luôn đi! Tự nhiên chửi con! Trời má dành đào giờ chửi má! Đi bi ôm! Trời trời hù người ta! Má lạnh con biết nói! Đây đây! Đi bi ôm mà không phải ôm một con, mà là ôm một bầy. Một con là nói xấu má 1 điều, mà 10 con là má phải nhầy luôn. Thấy chưa? Má thấy chưa? Một người đàn ông như vậy má thương làm cái gì? Má thương làm cái gì? Thấy chưa? Lắc luôn rồi! Thôi! Mày! Sao con sao? Mày biết ý tao muốn nói gì chứ gì? Không hiểu. Đi ra khỏi nhà. Biêm! À. Em. Biêm! Em. Biêm! Thôi đâu, đâu. Trời ơi, đừng nghe lời anh đó mày. Biết tôi đi, trời ơi. Em, trời. Tôi sẽ không bao giờ quên. Bà vợ mà bà dám bắn tôi hả? Ai muốn đây à trời? Cũng may là súng giả. Súng thiệt là tôi còn gì? Bà bắn tôi đúng không? Vợ chồng bà dám ha? Được. Chồng. Tôi đi. Đừng. Bà nhớ nha, bắn tôi nghe chưa? Súng giả ha? Chồng ơi, đừng có đi. Trời ơi. Trời ơi, làm vợ sao mới được hoàn hảo, mới được vừa ý chồng đi trời ơi.
Có ai cứu tôi không trời ơi, khổ quá. Có anh nào đây hốt em không cho em khổ lắm rồi. Alo, alo anh Hai hả? Đứa nào á? Em à, em vợ của Lộc đây anh. Ủa Thím Ba hả, có gì không mà khóc sầm vậy? Heo hả? Heo Thím cần heo gì? Heo mi à. Cái gì? Heo mi ở đây có giọt xia với heo mọi chứ làm gì có heo mi. Heo mi là cứu em đó trời ơi, em đang trời ơi, cứu thì nói cứu, có chuyện gì vậy anh ơi? Để em hít thở sâu em bình tĩnh nói chuyện với anh mới được. Hả? Rồi em bình tĩnh rồi. Bây giờ trước hết em muốn hỏi anh Hai là em có gửi cho anh Hai cái email á, anh Hai có nhận được chưa? Tôi đâu có trồng nấm đâu gửi mail cho tôi chi. Mail ơi, mail mình tập tiếng đó anh Hai. À cái internet à? Dạ. Có, bữa bé Ba nó có in ra cái MIL của Thím gửi đó mà. Dạ cái MIL, anh thấy em sao anh Hai? Khi mà anh nhìn cái hình của em á, em chỉ gửi cái cặp mắt của em xuống thôi đúng không? Anh nhìn cặp mắt của em, anh thấy nó còn hút không? Hút hồn không anh? Hút hồn không á? Quyến rũ không đó? Em muốn anh trả lời vậy thôi, tại vì anh là người thương em nhất đúng không? Anh trả lời đi. Còn nếu mà em nghĩ là phụ nữ mà cặp mắt không còn hút hồn nó coi như là chết đi cho rồi đúng không? Bây thôi em nói không có được nha Thím Ba. Dù gì tôi cũng anh chồng Thím nha. Thì anh chồng em mới hỏi chứ chị chồng em hỏi chi trời. Bây giờ vậy em khổ lắm rồi, em của anh á suốt ngày gái gú thôi, không có lo anh em hết trơn á. Từ ngày cưới em xong bỏ một bức tường á. Bây giờ anh lên đây giải quyết đi, không em tự dặn em chết cho anh vừa lòng, cho anh em anh vừa lòng luôn á. Cái gì? Anh đang ở đâu? Ở trước cửa nè bà nội. Thôi trời ơi, nãy giờ đứng đây hoài bấm chuông hai mở hết rồi. Dạ, đang mở cửa. Ờ khoan. Dạ. Bây giờ Thím nghe lời tôi, cái tật gái gú của nó tôi biết rồi. Cái thằng này á, nói hoài nó cũng vậy à. Bây giờ á, Thím nghe tôi nghe không? Dạ. Dạ. Dạ rồi. Ủa đơn giản vậy thôi hả anh? Rồi, thôi giờ tôi đi ăn cơm cái đã. Rồi chút nữa tôi về, nghe không? Dạ, dạ, rồi lát anh Hai ghé nha. Rồi, rồi. Trời đơn giản vậy thôi trời. Ủa được không ta? Tự nhiên em kêu mình điện thoại rồi, kêu ông về mà phải điện thoại nói chuyện vui vẻ là sao? Làm theo lời ông coi. Hello honey. Ở đây lộn số rồi chị ơi, không ai đây là con Ki hết á. Hello honey, em là vợ của anh nè. Lộn số rồi. Không, em là Phượng vợ của anh mà lộn số cái gì. Ủa vậy hả, có gì không? Hello honey. Em là Điên hả? Hello you. Là nhập viện nào vậy? Có gì không? Ai em hồi xó hà rí? Ai à? Bà thích ăn thì bà đi mua sari đi, nói hoài nhảm nhí quá. Ai đúng rồi. Tu xì lí quá rồi. Cái gì lúng túng không hiểu vậy? Đúng rồi, em làm theo anh. Bây giờ bà muốn là gì mà nói đi, mà không tôi cúp máy á. Em muốn là I want to make love rồi nữa. Em muốn làm đi về. Anh muốn làm đi về nha. Tôi không có về. Về đi anh, quay về đi anh. Không có về. Quay về đi, về. Về để bà bắn tôi hả? Anh về, anh không về, em tự giận em chết. Hả? Cái gì? Em tự giận em chết. Bà tự giận hả? Đúng. Cảm ơn nha. Nhưng bây giờ, em nói em chết anh cũng vô tâm, vô tư đúng không? Em ngu gì em chết, em chưa trả hiếu cho ba mẹ em chết làm cái gì? Em sẽ về quê. À. Mà trước khi em đi em không lấy cái gì trong cái ngôi nhà đó hết. Cảm anh cứ ở đi. Ừ. Em chỉ lấy vàng và hột xoàn của anh thôi. Hả? Trời. Alo. Ông này đụng tới vàng hột xoàn là ông quay về nhà trong vòng một nốt nhạc. Nói vậy thôi, không cần lấy cái gì của anh đâu. Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt ngôi nhà buồn khổ. Giỡn mặt hả? Vòng vàng giấu đâu, làm gì biết, làm gì biết mà đòi lấy. Khang trường vợ. Ừ.
Darling, I love you. Oh, 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 oh. You hey, hey. Anh đàng hoàng nha, anh sổ sàng quá nha. Tự nhiên anh đang lên nói xem anh you. Cái gì kể tôi chứ? Bậy quá. Trời ơi, em dễ thương quá. Em ơi, tên gì cho anh hỏi, nhà ở đâu, số mấy, đường gì, còn đi học trường chi, lớp mấy, tuổi bao nhiêu, bạn em ít hay nhiều? Anh muốn em trả lời câu nào? Trả lời hết luôn nha, trả lời hết luôn nha em. Anh ơi, hoàn cảnh của em cũng khổ lắm. Em sẽ kể cho anh nghe. Kể đi em. Nhưng em mượn âm nhạc được không anh? Kể trên nền nhạc hả? Em sẽ kể trên nền bài hát nha anh. Hay quá em ơi, kể nhạc em. Em ở đợ. Vậy mà chơi nguyên bài hát luôn. Dạ thưa anh, tại vì bà chủ kêu em tới đây để làm cho gia đình này. Em mới ở dưới quê lên cho nên em không biết. Trời ơi, dễ thương quá, ăn nói chân chất quá. Dễ thương quá em ơi. Em ơi, em là... Anh đừng có đứng gần. Ủa, ở sao? Dưới quê trước khi lên thành phố, má em dặn là đừng có cho đàn ông đứng gần. Ủa, nếu má biết cho đứng gần, má la. Ủa, đứng gần có gì đâu má la. Má la đó. Cho anh hỏi nè, em là ai? Dạ thưa anh, em tên là Mai. Mai, trời dạ. Dễ thương quá. Mai ơi, em tên gì? Em biết cái bối rối của anh khi anh gặp nhan sắc của em, anh quýu không? Em còn quýu đó. Xin lỗi anh tên gì? Anh là tên Lộc. Dạ, em chào anh Lộc. Anh Lộc đẹp trai quá. Em ngồi. Tự nhiên thấy anh Lộc xong rồi em quên cái vụ má la luôn rồi. Ngồi em. Ngồi. Dạ. Ngồi đi. Thôi thì mì. Hồi giờ ở dưới quê em ngồi toàn ngồi bằng cái đòn không à. Bữa nay em mới được ngồi salon đó. Hãy ngồi đi em. Cảm ơn anh nha. Em giàu quá. Giàu ghê á. Có gì đâu giàu anh. Có sâm hộp hộp nè. Rẻ đó. Ở dưới quê em bằng ruộng mà. Thành thử ra kiến nó cắn em gãi ghiếc cái nó thành hột xoàn vậy đó. Kệ nó đi, miễn là gái quê là được. Dạ. Rót nước cho em uống nha. Ủa làm người ai làm thế mà làm thề ai làm ngươi. Người làm mà đâu có để chủ rót nước được. Vậy anh uống nha. Dạ anh uống đi. Trời ơi, đổ nước hết trơn rồi. Để la. Rồi đem đi kiếm cái nùi dẻ em làm. Đây, đồ dẻ đây em, anh để đi cho em làm công chuyện của em. Em làm cho đúng sở trường của em nha anh. Em xin phép anh em làm việc đó. Lao đi em. Ủa nước nó chảy tới đây mà sao tới đây nó vẫn còn chảy vậy? Romine đi. Nước quá trời. Em em không có chịu. Có gì em gì vậy? Hồi nãy giờ anh lợi dụng anh đổ nước để cho em lao nhà để anh đĩa cái dừa trái cây của em. Trời em ơi, em đừng nghĩ ban anh hả? Anh đâu có gì vậy đâu. Anh nhìn giống bưởi năm roi không? Nhìn thật kỹ là nó là bưởi năm rồi đó. Em ơi, em ở dưới quê lên chắc khát lắm hay là bây giờ em vô, em tắm đi nha. Ừ, đồ em lau nhà nó dơ hết rồi. Em xin phép anh em vô em thay đồ nha. Em vô đó. Anh đừng có vô nha. Trời anh vô má la đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy em, gì vậy? Dạ bưởi nó rụng. Cái gì nữa vậy em? Cái gì vậy? Dạ trái dừa. Thì trái cây thất mùa quá rụng miết. Ủa tôi nhớ lên đâu có sách vỏ sao mà trái cây rớt hoài đó. Anh ơi em không có chỗ thay đồ, em đứng giữa đường em thay luôn đó nha. Hả? Anh không có được vô đó nha. Đứng giữa nhà thay luôn hả? Anh ơi em cởi áo đó nha anh.
Trời ơi em ơi. Hả? Cởi áo hả? Trời ơi. Xây qua đi em, xây qua đi em. Xây qua. Xây qua đi em. Em ơi xây qua đi. Thôi không có xây được anh ơi. Không sao có vậy? Cái gì để xây hết. Trái cây thất mùa không có gì để xây sinh tố hết. Em nói sao vậy? Xây qua đi mà. Trời ơi. Rồi em thay xong rồi đó nha. Trời ơi, ra đây em ơi, ra đây em ơi. trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, cũng may vợ mình nó đi rồi. Trời ơi, nó sung sướng làm sao. Ủa, em mới thay đồ mà em cảm lạnh luôn rồi hả? Dạ không phải, hoàn cảnh. Cái mền của anh mà. Không phải mền em đem dưới quê lên mà. À, của ai cũng vậy nhưng mà trong nhà không được đắp mền nó xui lắm nha em. Dạ trong nhà không được đắp mền. Ủa sao kỳ vậy em, sao em làm gì vậy? Má em biểu đi đâu cũng phải mang cái áo giáp này theo tại con gái chưa có chồng ra đường con trai nó về. Về đâu? Em mang cái này em muốn công xương sống luôn rồi. À, ngồi đi nghỉ đi em, À, ngồi xuống đi cưng. Trời ơi mới đi dán nè, bây giờ dán kỳ quá em ơi. Trời ơi. À, chà đó. Em ơi, em thấy khí hậu nhà anh nó sao? Nóng không? Dạ nóng. À, cởi áo đi, nóng quá. Thôi anh đừng cởi ra, má em nó ngồi nói chuyện với đàn ông mà đàn ông người ta cởi áo ra đó là mình có bầu đó. Trời ơi, cởi áo. Má em biết má là. Trời ơi, má làm gì la, cởi ra nha, nóng quá à. Ôi, mát liền thấy không? Em cởi nút áo nha. Em cởi rồi nè. Cởi nút áo nha. Thôi anh đừng cởi nữa má là đó. Để em cởi cho. Trời ơi. Em cởi cái cuối cùng luôn á hả? Dạ cái cuối cùng luôn. Em đừng có cởi. Em đừng có cởi. Em cởi. Không phải em cởi. Má anh la. Bây giờ mình vô trọng cho ba má khỏi la nha. Vô trọng làm gì? Thôi em sợ lắm. Cạo gió. Cạo gió. Cạo gió hả? À, cạo gió anh. Ủa anh trúng gió hả? Không có anh bị đau bao tử. Đau bao tử cũng cạo gió được hả? Nó cạo trước bụng á, nó hết liền à. Dạ dạ để em vô em cạo cho, nhưng mà phải chùm mền cạo nha. Chứ nếu không má biết má là nữa. Vô chổng chùm mền nha. Vô chổng chùm mền nha em. Dạ. Trời mi nhon quá à. Trời ơi. Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi, cởi áo em ơi. Anh ơi, sao anh cởi áo nhanh vậy? Tranh thủ em ơi. Má ơi, chiến này con la rồi. Trời ơi, em ơi, đảo anh ơi. Trời ơi, em ơi, tay cười quá em ơi. Tuyết rơi. À, anh ra anh uống nước nha. Anh uống đi nước xong anh vô nha. Anh lấy nước đi. Xong anh vô liền nha cưng. Trời ơi. Đã quá. Trời nước đâu rồi. Trời nước. Khát nước quá. Khát nước. Ủa? Là sao? Ủa gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ, ghiền thuốc hút thôi kỳ gì. Ủa vậy nãy giờ anh nằm ở chỗ với ai? Ai biết. Tôi dán giống em đó mà. Có không? Mà thấy vui không? Ủa sao nãy em thì mà mị. Mà anh thấy vui không? À vui. Ủa hồi nãy em thì mị lắm, sao em hút thuốc kìa? Dạ thích ghiền hút mà. Đi em ở đây, đi người chổng lại. Tìm hiểu đi. Ai cũng vậy, miễn là quá đã. Ai vậy ta? Anh nè. Ủa gì nãy giờ là em á hả? Chứ anh nghĩ là ai? Tưởng là nhỏ hút thuốc này không à. Ủa gì là sao? Không hiểu hả? Nữa. Trời ơi sao đẹp lộng lẫy vậy trời? Ủa, em quen cái hả? Dừa này đâu bằng dừa kia.
Điều này bán lẻ vừa kia bỏ sỉ luôn à. Em ai em quen hả? Quen bà nội mày à. Tao nè anh hai mày này. Ủa anh hai. Bực bội à. Ủa trời ơi. Ơi chị. Anh hai có công nhận với em là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không thích làm đẹp, đúng không anh? Đúng rồi. Để cho chồng em thấy rằng em không như chồng em tưởng. Em cũng rực lửa quá phải không anh? Quá rực lửa đỏ kè đó. Hai là xin lỗi anh, nãy em đi làm đẹp, nếu mà em về chậm chút xíu là trời ơi anh quần anh bấy nhầy phải không anh? Trời ơi, nó giật tao hai cái tao muốn xỉu luôn đó mày. Đốt đốt cái rồi chứ để làm gì. Tại mày đâu có muốn giữ cái nhà này đâu. Tao cũng châm lửa tao đốt mẹ cho nó xong. Trời à, em sao đi được em. Em đừng có nuối tiếc gì hết, đi thì đi luôn đi, đừng có quay mặt nhìn lại. Ê, trời. Phép anh em quay lại nói chồng em câu nữa thôi. Ờ thôi nói đi. Anh thì lúc nào cũng gay gu. Anh phải biết là em cũng là gái vậy. Anh thấy thường cái đẹp nữa là khác à. Đâu anh tính đổ nước cho em soi. Bây giờ em mới nói anh câu là cái người chán anh là em chứ không phải là anh nữa. Em đi luôn đi, đừng có quay lại. Cúng có hồn đừng nên quay lại. Ủa anh hai nói gì kỳ vậy anh hai? Đúng rồi, tao đuổi nó đi luôn á. Anh không giúp tôi thôi, anh còn chửi. Giúp con khỉ vậy. Cứ ăn rồi lo gái gu không lo chuyện gia đình. Con dịch. Này bây giờ anh... Cái gì? Anh giúp giùm em đi. Bây giờ anh chạy theo. Anh chạy theo nói vợ em giùm em một tiếng đi anh hai. Được không? Tao là anh mày chứ không phải ở đợ. Tình cảm gia đình mày phải tự lo. Không nhưng mà giờ vậy. À đúng rồi. Giờ vợ em á nghe lời chị hai lắm. Bây giờ anh thuyết phục chị hai đi. Chị hai đâu anh? Chị hai đâu? Bà bỏ tao rồi. Tại sao? Tao mới quen con bé ba có ngày mà biết được bỏ luôn mày. Ủa? Bây giờ chị hai cũng bỏ anh. Rồi bây giờ chị hai ở đâu? Chị hai làm gì vậy? Bà đi làm ca sĩ rồi. Chị hai làm ca sĩ? Ờ. Lấy tên gì anh? Cẩm Ly. Hả? Trời ơi, bà gàng lắm mày. Bà tên là Thị Mén á, bây giờ bà đổi Cẩm Ly luôn á. Hả? Sách nữa bà đóng hè luôn rồi. Thôi giờ vậy, mình đi đi, em đi tìm vợ em, anh đi tìm Để tao đi tìm bà hai coi bà ở đâu rồi. Vậy đi. Ê anh ơi, anh gì ơi, vậy? Cái gì? Dạ. Trời ơi, ông muốn chết hả ông? Tránh ra trời. Trời ơi, đứng đó mà rặn. Nó knock out rồi. Tặng mày một cành hoa để tiễn mày về nơi an nghỉ. Thiệt là khổ quá đi. Tán lý là tao chết, mày chỉ làm chi cho mày chết. Đừng có trách tao nghe. Đó là cái số của mày thôi. Số mày chết mà cũng không được nằm thẳng, phải nằm như con cóc vậy. Chết hồi nào? Chưa chết hả? Đang nằm ngủ chứ bộ. Vậy thì dậy dọn dẹp đi. Nếu không chủ nhà quánh mày trào đồm đó. Vậy mà cũng để tao chia buồn tặng qua. Thiệt là tao cũng rảnh quá đi. Nó lên xe rồi.
Nó lên rồi. Nằm xuống, nằm xuống. Chuẩn bị chết rồi. Tại sao? Tại sao cuộc đời của tôi lại đen như vậy? Tôi không làm được điều gì cả. Tôi hận mọi người. Tôi hận cuộc đời. Tôi hận ông trời. Đánh mà cũng đánh hụt nữa. Tôi đang muốn chết nè. Ông đánh trúng tôi một cái nữa đi. Ông ngon đánh đi. Nói chơi mà làm thiệt hả? Khoan ra, nhưng mà làm sao chết đây? Trời, mà còn không muốn giết mình. Nếu không giết tôi tự giết tôi thôi. Tự giận. Phải nhảy xuống cái ô này để tự giận thôi. Hay, nhưng mà sao sâu quá vậy? Không chết sống cũng như chết vậy thôi. Sống mà không làm được gì. Sống chỉ tốn cơm thiên hạ thôi. Sao nó sâu dữ vậy? Nói một tiếng mày trả lời tới 4-5 tiếng rồi. Là sâu dữ lắm đây. Quăng cục đá coi. Không nghe gì luôn. Tổng hả? Nửa tháng mới nghe được cái tổng. Vậy là dưới đó có nước. Hy vọng tự giận cái chỗ này sẽ không chết. Hay. Nhưng phải chết thôi. Sống mãi cũng coi thường. Nên cái thằng đạo diễn thiệt là quèn. Mà nó cũng xúi mình đi chết đi. Được rồi. Tôi chết đây, vĩnh biệt mọi người, tôi chết đây. Anh kia. Ai vậy, cảm ơn nha. Anh kia. Ai vậy? Anh kia. Anh muốn tôi tử hả? Anh đừng cản tôi. Anh bình tĩnh nghe tôi nói nè. Anh đừng cản tôi. Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Anh bước tới là tôi nhảy đó. Anh bước tới là tôi nhảy đó. Vậy hả? Nhảy lẹ đi tới tôi. Gì kỳ vậy? Gì đâu kỳ. Tôi cũng giống như anh vậy đó. Ba ngày nay tôi muốn tự tử mà tôi sợ tôi không dám nhảy. Bên này gặp anh trời ơi, tôi can đảm rồi. Yeah, đồng hội đồng thiên. Nhảy trước đi. Ông nhảy đi. Anh nhảy trước đi, tôi coi tôi rút kinh nghiệm. Trời, tự tử mà cũng rút kinh nghiệm nữa. Tôi nói anh nghe, cuộc đời tôi với anh bây giờ không còn gì để mà sống trên cõi đời này. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe, anh hãy nhìn sẵn xuống vực sâu ha. Nhưng mà anh tôi sợ, tôi không dám. Anh sợ hả? Không có can đảm. Nghe lời tôi đi, nhìn thẳng xuống vực. Anh la lớn lên, không sợ, không sợ, không sợ. Anh sẽ hết sợ. Thiệt không? Không sợ, không sợ, không sợ. Hết sợ rồi. Ngàn đảm lắm. Chơi vậy đây. Chơi xô vậy. Xô hồi nào? Trời ơi, tôi nói anh can đảm thôi. Bây giờ tôi nói anh nghe. Bây giờ không mấy, hai đứa mình nhảy đi. Thôi dẹp. Nhảy tử. Buông ra. Buông cái gì? Buông. Mày sao kỳ quá. Buông ra. Mà. Buông ra. Mày làm cái gì? Buông ra. Ngu vậy? Ông biết là ở dưới này nó có nước không? Hả? Ừ. Tự tử mà ông ngắm như vậy, nhảy xuống nước, làm sao bơi? Chết nha, đi vô. Tự tử mà còn đòi bơi. Ngon nhảy trước đi. Còn tao nè. Ngon mà nhảy trước đi. Thằng này từ xưa làm diễn viên múa. Múa hồi nào? Trước khi chết là hấp hối bằng múa hả? Múa cái gì? Chứ làm cái gì? Đồ ngu. Nhảy xuống sông tự tử. Mày không cho tao khởi động, rủ lát giọt bẻ chết sao? Mày
này sư phụ tôi luôn à. Gì? Hả? Có ai nhảy xuống sẵn rồi hay sao vậy? Ai khóc không? Mùa này sao nhiều thằng muốn tự tử vậy ta? Chắc nó thua đá banh đó. Gì vậy anh ơi? Anh, bộ anh thất tình hả? Gia đình anh ruồng bỏ anh hả? Chứ sao anh khóc vậy? Tôi để đứng trong kia rình coi hai bay nhảy tự tử đó coi, mà hai bay không nhảy tao buồn. Mày giỡn mặt hả mày? Dạ đâu. Mày rảnh quá ha. Dạ đâu có rảnh. Tao nói cho mày biết. Dạ sao? Tao đã từng đấm từng cạo bao nhiêu thằng ra máu rồi chưa mày? Trời. Nói cho mày nghe hết hồn chơi. Nó đấm bóp giác hơi đó mày. Trời. Mày đấm bóp giác hơi. Xin lỗi, thì chỉ có đấm bóp giác hơi mới cạo người ta ra máu thôi. Biết con gì đây không? Trời ơi, anh xăm mình luôn anh ơi. Thằng Rom, nói cho nó biết con này con gì. Con gì vậy anh? Mày nhìn mà không phát hiện ra con gì sao? Dạ con gì vậy? Chicken. Là con gà mái dầu. Mà sao tự nhiên giang hồ mà đi xăm con gà mái dầu? Đây là chim cút chim bơ. Sao tự nhiên giang hồ đi xăm chim cút chim bơ? Ở trong tù thêm con nào xăm con đó. Bữa nào dẫn ta đi xăm con nghêu nha. Ta đang thèm nghêu hấp xả. Thôi mệt hai người quá. Cái gì mệt? Tự nhiên ra coi chủ yếu hai người nhảy xuống tự tử. Hai người không nhảy gì trơn à. Thôi giờ làm ơn đứng ra ngoài nhảy xuống coi coi. Ê mày đánh hả mày? Trời ơi đụng hàng luôn rồi. Thằng này nó điên chắc luôn. Thằng này khùng nè. Khùng chắc chắn. Chắc chắn chắc không ai mà muốn đi coi người ta mà xúi người ta tự tử. Chắc chắn là phải khùng thôi. Đúng không? Ông nói cho tôi một lời công đạo. Chắc chắn là thằng này nó là anh rất tỉnh và đẹp trai. Đúng rồi. Đứa nào nói tao khùng. Đứa nào nói tao khùng. Thằng này nói. Tao nói nào? Mập nói phải không? Vậy tao có. Đừng có giỡn nghe chứ. Tao không có khùng chứ. Dạ. Tao đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ khen tao nghe chứ. Dạ bác sĩ khen anh sao? Tao bị tâm thần. Hả? Nghe hiểu rồi đó. Bây giờ như vậy, thằng mập đếm từ 1 đến 3, thằng ốm nhảy xuống giật tao coi. Anh nói gì nhanh quá, anh nói nhanh em không nghe. Thằng mập đếm từ 1 đến 3, thằng ốm nhảy xuống tao coi. Tao đếm mày nhảy rồi. Tôi có được á. Vô tình mày giết tao đó mập. Có gì mà. Chuẩn bị. Không nhảy nó cũng bắn chết rồi. Đếm. 1, 2, 3. Mày đếm gì ác luôn vậy? Thôi. Mày muốn tao chết đó hả? Tôi chỉ súng rồi. Xí, đếm tôi không nghe rõ số. Vậy? Mày cho tao sống được phút giây nào trên cõi đời này là tao mừng phút giây nấy. Ví dụ mày đếm như thế nè. 1. Rồi mày phẩy một cái. Rồi 2. Rồi mày chấm than. Mày chơi gì ác rồi mày? Cái thằng mập này. Thôi giờ mày chiều ý nó coi. Dạ. Mệt quá. Đếm lại. Chuẩn bị. Chậm đó mày. Đếm. 1. Đó. Trời ơi cuộc đời của tôi chỉ còn trong 2 tiếng đếm nữa thôi. 3. 2. Xí. Nó trời nó không đếm số 2 luôn. Bộ anh hai nhà mày ăn hết từ đường mày hả? Sao mày nghĩ số 2? Chị súng tao sợ tao quên mày ơi. Quên đi. Tao đang mập nè. Cô đếm không được là sao? Bực bội à. Thằng ốm qua đây. Thằng ốm đếm, thằng mập nhảy. Hả? Trời ơi. Kỳ anh. Mày nghĩ tao có sẽ trả thù mày hay không? Đứng vô đi con. Để đi. Bắt đầu. Chuẩn bị. Đếm. Em đếm nè anh. Em đếm đó. Xin lỗi anh, mày là tên của đứa nào? Mày là cái thằng tóc dài đó. Không để tóc. Dưới này tóc dài nhiều hơn. Trên này cũng có một thằng nữa. Mày lắm rồi nha mày. Không có nói nữa. Mày mở rượu tao bắn bể sò mày nghe mày. Nghe chưa? Đếp. Đây. Dạ nó hỏi phải đó đếm không? Tao bắn bể sọ mày thằng mập.
Mệt mỏi rồi mày đếm đi. Đúng rồi chứ, phải cho đếm chứ, không làm sao nghe được đúng không? Một. Đó. Mày ơi, tao run quá, tao không dám đếm số 2 luôn nè. Mày mới nói số 2 xong. Mày mới nói tức thì xong. Còn một số nữa thôi. Lẹ đi ốm ơi. Cái đó tao lỡ mà. Mày, từ mày ơi. Cái gì vậy ba? Nó bịt miệng em. Mày mới nói số 3 luôn. Không phải, cái đó là vô tình là ba đó là không phải là ba số mà ba là cha đó, hiểu không? Cha là tình cha mà như vành thái dương là ngọt ngào với dòng nước trôi. Lên rồi. Rồi coi như cái đó là xé nháp được chưa? Bây giờ đếm lại. Anh có thể nào xé nguyên một cuốn cũng được đó, em mừng lắm. Xé một tờ. Cuối số này tao đếm đó. Chuẩn bị. Đếm. Một. Hai. Đó. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Số ba tao đâu? Anh ơi em lại anh. Anh ơi cuộc đời em rất kỹ số ba nè. Sao vậy? Em có cái thân tàn ma dại này cũng tại số ba đó. Mà tại sao? Tại em đánh bài tiến lên em bị nhốt con ba bị rồi, ba bích hoài á. Bây giờ em kỹ con số ba lắm. Mệt mày lắm rồi nha mày. Tao mệt mày lắm rồi mày. Em cũng mệt vậy. Bây giờ hỏi cần mày đếm nữa. Bây giờ bước ra giật, tao kêu nhảy xuống là đứa này nhảy xuống. Nghe chưa? Ơi. Hai thằng nhảy một lượt luôn. Trời ơi mày giỡn chi bây giờ. Bước ra. Thà hai đứa chết một lượt là đỡ tức, hiểu không? Đúng rồi. Vào vị trí mày. Chuẩn bị. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Nhảy đi bậy. Tăng 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 tăng. Đứng lại. Mày có tin mày đi bước nữa tao thành hai lỗ không mày? Anh ơi, một lỗ đây mà không đủ ăn, hai lỗ lấy cái gì xong? Có cái mày nhảy là mày nhảy xuống dưới đây nè. Ai kêu mày nhảy đầm? Đó là tại anh không rõ ràng. Anh đừng có đổ thừa tôi. Là sao? Anh kêu nó phải rõ ràng. Ừ. Anh kêu nhảy xuống. Ừ. Đúng không? Ừ. Anh kêu nhảy, tôi nhảy đầm cũng là nhảy vậy. Ờ. Đúng không? Nó không rõ ràng. Muốn nhảy là phải kêu nhảy xuống. À. Không rõ ràng, ai chơi với mày đó? Đứng lại mày. Vào vị trí. Giả bộ giận hờn vu vơ không mày? Đừng trốn thoát khỏi tay tao mày. Vào vị trí mày. Anh hay quá. Chuẩn bị. Nhảy xuống. Nhảy. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Cái gì nữa vậy? Tao kêu mày nhảy là nhảy xuống ra ngoài đây nè. Thì mày phải kêu nhảy xuống ra. Tao kêu nhảy xuống cho tao có nhảy lên không? Ừ. Tao nhảy xuống đó. Sao mày khùng, sao mày lộn xộn sao mày khó vậy? Rảnh đâu mày giỡn mày đi. Thằng này khùng bẩm sinh à. Vào vị trí mày. Thằng này nó quyết định nó giết tao với mày làm sao đó. Khùng mà sao nhớ dai quá. Giỡn nhớ dai lắm. Được rồi, kỳ này tao theo ý của hai đứa mày luôn. Chiều lần nữa cho mày. Nhớ là nghe cho rõ nè. Chuẩn bị. Nhảy xuống ra. Nhảy xuống ra. Mày chửi tao nữa tao quánh mày liền. Nó mày chửi tao đây. Trời ơi, tao nhức đầu với hai đứa mày quá rồi. Mày nhức đầu không? Ừ. Tại mày không rõ ràng, mày biểu nhảy xuống ra, tao nhảy xuống ra chứ tao có nhảy vô không? Ờ. Đúng không? Mày nhức đầu, tao đưa thuốc cho mày nè. Mày đưa cái này lên cao ra. Rồi rồi rồi. Mày quẹo vô. Mày lựa vần trăng khuyết à. Cái vần trăng khuyết này mày bóp đi, bóp đi. Cái này á phải không? Hay bóp đi đừng ngại ngùng. Quất quất. Vào vị trí mày. Trời ơi. Nó nhớ nữa rồi. Tao bị tâm thần chứ không có khùng. Trời mẹ mày nó khôn quá, tao hết chiêu rồi đấy mày. Sao bây giờ đây? Bây giờ như vậy.
khỏi có nói nhiều nữa. Tao kêu nhảy xuống mà đứa nào còn đứng trên bờ tao bắn bỏ hết. Vậy chắc ăn nhất. Chuẩn bị. Nhảy xuống. Nhảy. À! Trời ơi sao nhảy lẹ vậy? Trời ơi nhảy là sao vậy? Mà tiếng văng vẳng đâu đây? Nó làm cái gì vậy mập? Nó đang rớt xuống vực đó anh. Nó đụng cục đá nè. À phạt. Trời ơi. Nó đang rơi xuống nước nè anh ơi. Trời ơi. Nó bơi. Nó bơi mà kim tuyến bay tùm lum tà la. Nó tưởng tượng kinh khủng quá mập ơi. Thôi rồi phải dắt ông thở vô. Tôi không thở. Lấy ông thở mà được. Nó chết. À, đứa nào chơi ăn. Chết rồi đây, chết. Chết ta rồi. Chết rồi đây. Chết rồi, trời ơi. Chết rồi, chết luôn rồi. Chưa thấy ai chết mà ngựa như thằng này. Chết là như đàn tiên cá vậy. Sao còn con không ngắm luôn? Mày không thấy nó cầm cái súng hả mày, thằng mắt dại? Sao? Mày không để con mắt nó nã mày chết sao? Để là mày né chứ. Đứng lên nhảy xuống mày. Em không muốn nhảy xuống. Nhưng mà đây làm cái gì? Em tự tử mà, nhưng mà em không muốn nhảy xuống. Dạ. Em sợ. Mày nói sao tao không hiểu cho mày ra đây làm cái gì? Em đi tự tử. Sao không nhảy xuống? Em sợ. Trời ơi. Đồ chết nhát. Vậy mày đặt ra tự tử là sao? Hả? Tôi không có khùng. Tôi không có khùng điên hết trơn á. Mà cái đeo này nè, nhiều người đây chết lắm rồi hiểu chưa? Tôi ra tôi làm bảo vệ đây nè. Hai người đàn ông thanh niên gì đâu mà không có nghị lực, không có bản lãnh là sao? Không có ý chí gì hết trơn à. Giờ muốn nhảy xuống đây lắm không? Muốn nhảy lắm phải không? Tụi nè, hồi xưa tôi nhảy xuống thì tôi lên trở thành gì luôn nè. Rút kinh nghiệm chưa? Tự suy nghĩ lại đi. Nhát. Đi á. Anh đi đâu vậy anh? Uống thuốc mày. Gì vậy? Tao hồi hộp quá. Tao sợ nó nã tao. Thằng này khùng. Nhưng mà nói có lý mày ơi. Lý sao? Mình là đàn ông con trai mà. Không phải đụng chuyện gì là rồi tự tử rồi chết đâu. Thấy không? Mình thua keo này mình bài keo khác. Thấy không? Không phải lúc nào cũng mình nói đúng. Mình phải dương lên. Thấy không? Tao thấy khùng mà nó có lý á. Ôi mày đó đứng suy nghĩ đi. Tôi đi. Lại tâm sự với tôi chút xíu đi. Anh bỏ tôi một mình. Tôi cô đơn tôi buồn lắm. Anh tâm sự với tôi chứ anh đi đâu? Chích thuốc. Mình có bắt chước người ta. Người ta tâm thần người ta mới chích thuốc. Tao chung phòng với thằng khùng này mà. Tôi thấy đồ dớ là tao nghi rồi. Tôi nghi hơn thằng quỷ áo vàng kia luôn á. Năm 2007 rồi, không ai bận quần mà kéo lên tới vú như nó đâu. Nghĩ thiệt. Ai khùng hết luôn. Mà hai khùng làm cho tôi tỉnh luôn ta. Đúng chứ. Tại sao phải chết? Thân xác này cha mẹ cho mình. Chưa làm được cái gì là đã lo chết rồi. Từ chối sự thật. Không. Tôi phải sống. Dù còn một mơ ước nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn phải sống. Với mơ ước này tôi hy vọng tôi sẽ gây dựng được sự nghiệp. Trong cuộc đời tôi, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ mơ ước được một điều thôi. Lấy một người vợ tỷ phú là đủ rồi. Thôi đi ngủ đi, mai mốt bà tính sao đây. Ây xa.